Thuật giải mộng của người xưa, lời nói đầu. Trong các hiện tượng tinh thần mà con người tiếp xúc và trải qua, không có hiện tượng nào quấy nhiễu đầu óc chúng ta như giấc mộng. Do đó, trong xã hội phương đông cổ đại, giải mộng đã trở thành một loại hình văn hóa rất đặc thù. Trong vô vàn các quyển sách cổ, chúng ta có thể tìm được những ghi chép về giấc mộng. Như hoàng đế mộng thấy rồng, bá quan mơ thấy quan tài, văn nhân mộng thấy bút, người xưa cho rằng mộng và thực có mối liên hệ nào đó. Nói cách khác, giấc mộng có tác dụng như báo cho hiện thực để làm rõ mối liên hệ này và giải thích những tiên đoán thần bí, thuật giải mộng, thuật giải thích các giấc mơ đã ra đời. Thuật giải mộng có thể chiếm được một vị trí trong văn hóa dân tộc của người phương Đông. Thuật giải mộng có thể chiếm được một vị trí trong văn hóa dân tộc của người phương Đông là do khả năng tăng sức sản xuất và năng lực nhận biết về tự nhiên của người xưa có hạn người xưa cho rằng mộng là sự liên lạc giữa con người với thần linh là điềm báo tốt hay xấu phúc hay họa tuy có sự nhắc nhở của các bậc hiền triết nhưng cuối cùng do sự hạn chế của khoa học kỹ thuật có rất nhiều người cho rằng mộng là hoạt động của thần thánh và ma quỷ là cách thần thánh và ma quỷ liên lạc với con người để truyền đạt ý trời. Chỉ đường dẫn lối trong lúc con người đang ngủ, sau đó giải mộng được xem là hoạt động suy đoán ý trời. Nên ý nghĩa của nó rất to lớn, không được có bất cứ sự khinh miệt và chống lại nào đối với thuật giải mộng. Theo đà phát triển nhận thức của nhân loại, con người đã không tin tưởng vào giấc mộng nữa sau thời Hán. Chức quan giải mộng không còn nữa sau đời Ngũ Đại, không chỉ các nhà giải mộng nổi tiếng thậm chí các thuật sĩ giang hồ cũng hiếm khi gặp được vào đời nguyên người giải mộng không còn tồn tại chỉ lưu truyền ở dân gian khoa học hiện đại đã chứng minh mộng là kết quả hoạt động của một số tế bào tư duy trong quá trình ngủ có quan hệ mật thiết với nhu cầu tâm lý kinh nghiệm sống được góp nhặt lâu dài của con người vì vậy người ta thường nói nhật hữu sở tư dạ hữu sở mộng ban ngày suy nghĩ nhiều về cái gì thì ban đêm sẽ mơ về cái ấy và người xưa cũng sớm biết được đạo lý nam nhân bất mộng mã bắc nhân bất mộng thuyền người miền nam không mơ về ngựa người miền bắc không mơ về thuyền tôn chỉ của quyển sách này tuyệt đối không phải là đồng tình sự mê tín hoặc thuật giải mộng của người xưa mà chúng tôi muốn giúp độc giả hiểu rõ những nhận biết về giấc mộng của người cổ đại và sự hạn chế của thuật giải mộng dưới điều kiện lịch sử sơ lược về giải mộng mộng là gì mộng có thể tràn đầy màu sắc nhưng có thể u ám đối với các cảnh trong giấc mộng người xưa thường nhìn nó bằng đôi mắt của số mệnh tốt xấu hên xui tùy duyên mỗi người hung nhân người mang vận rủi thấy cái mộng giấc mộng đẹp tuy cáp hên mà hung rủi cát nhân người mang vận may thấy hung mộng ác mộng tuy hung rủi mà cát hên mà vận rủi vẫn có thể tránh được giải thích về mộng của người phương đông cổ đại quan điểm của những nhà hiền triết phương đông cổ đại về giấc mộng dựa trên sự tổng hợp trí tuệ của những nhà hiền triết quá cố vào thời kỳ chữ tượng hình chữ mộng được biểu thị bằng một người nằm trên giường và dùng ngón tay chỉ vào mắt tức là mộng là mục hữu sở kiến mắt nhìn thấy dược câu nói dĩ thù chỉ mục mục hữu sở kiến hay chỉ vào mắt mắt nhìn thấy được dùng để chỉ thông thường con người sau khi chìm vào giấc ngủ thì trên giác mạc không có hình ảnh vậy làm sao có thể mục hữu sở kiến thật ra những nhà hiền triết xa xưa của chúng ta đã truyền đạt một hàm ý khác cái gọi là mục hữu sở kiến không phải là con người có thể nhìn thấy bằng mắt sau khi đã chìm vào giấc ngủ. Mà là nói ninh hồn rời khỏi cơ thể. Trang từ chia cuộc sống thành hai trạng thái tầm và giác. Tầm là chỉ giấc ngủ khi hồn rời khỏi cơ thể thì sẽ nằm mộng giác là trạng thái tỉnh táo. Chỉ sự phản ánh của các giác quan của cơ thể đối với thế giới bên ngoài. Tuân tử đề xuất tâm ngọa tắc mộng thâu tắc tự hành xử chi tắc mưu mộng sự hành ảo tưởng là mưu đều hoạt động tư duy của con người nhưng giữa chúng vẫn có sự khác biệt mộng và giấc ngủ có mối liên hệ mật thiết và không chịu sự điều khiển của chủ thể con ảo tưởng thì có thể rong ruồi trong các lúc tỉnh táo và cả khi nằm ngủ nhưng chịu sự điều khiển của ý thức xử chi tắc mưu mặc tử nói ngoại chi vô chi biên và nhấn mạnh mộng ngoại nhi vĩ vi nhiên giả cái gọi là chi vô chi chữ chi thứ nhất là chỉ năng lực chi giác của con người chữ chi thứ hai chỉ sự tiếp xúc của chi giác với vật sự bên ngoài cho nên chi vô chi tức là con người khi nằm ngủ chi giác sẽ mất đi năng lực cảm giác và sự vật bên ngoài và ý thức rơi vào trạng thái tiềm ẩn các học giả cuối đời Minh đầu đời Thanh từng đề xuất học thuyết tình chế ngọa giật, tình hạn chế ngủ an nhàn, cho rằng mộng là hoạt động ý thức của con người, cho dù khi nằm ngủ ý thức trong giấc mộng sẽ mất đi sự điều khiển nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự điều khiển của chủ thể. Các học giả đời Thanh đề xuất khí huyết ngưng trệ là do não khí dẫn đến, điểm này về cơ bản thì trùng khớp với thuyết tà dâm sinh mộng trong hoàng đế nội kinh, điểm đáng chú ý ở đây cho rằng mộng là sản phẩm của não bộ chứ không phải là của trái tim, điều này giống với lý luận về mộng của phương Tây. Cách giải thích về mộng của người phương Tây, đối với mộng người phương Tây thường giải thích nó là do tác động của tinh thần. Các tác giả kinh điển của phương Tây cho rằng mộng là sản phẩm của tư duy và tình cảm, là loại tư tưởng duy trì trong thẳng thái ngủ ngon của con người. Những giấc mộng không như ý luôn là triệu chứng của căn bệnh trầm uất. Nhận thức về mộng của người học giả cận đại phương Tây đã tiến thêm một bước nữa, Hu Man nói, con người có thể mượn giấc mộng để tìm kiếm một năng lực khác của bản thân. Ở đây quan niệm mộng là tiềm thức càng được khẳng định. Khi nè thì nhấn mạnh, mộng là niềm hạnh phúc bị mất đi vào ban ngày và là sự bù đắp của những cảm giác tốt đẹp. Có học giả còn tuyên bố rằng trạng thái của mộng thật sự tương đương với trạng thái của sự điên cuồng, bởi vì cả hai đều hiện rõ sự hỗn loạn của trí lực và đều lấy phản ứng của chủ quan bên trong để phản ánh thế giới bên ngoài. Đại đa số các học giả cho rằng mộng khiến cho con người thoát khỏi sự tự trói buộc về mặt đạo đức và có thể nhìn thấy trọn vẹn tình cảm của bản thân. Học giả dài mộng nổi tiếng Floyd cho rằng mộng là những nguyện vọng được trở thành hiện thực trong mơ. Sau Floyd, các học giả như trông và cho rằng mộng là do cá tính bị ức chế và sự di chuyển của con người. Các học giả sau này đã nghiên cứu và chỉ ra rằng con người không chỉ chịu sự sai khiến của bản năng mà còn bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Cách giải mộng theo khoa học Các nhà khoa học thường cho rằng con người ở trong trạng thái ngủ rồi mới nằm mộng. Cho nên, sự xuất hiện của mộng là do khi ngủ vò não không tuần hoàn và ngừng trạng thái hưng phấn. Đây chính là hoạt động của não do trạng thái ngủ dẫn đến. Nghiên cứu và thực hiện của khoa học hiện đại đã chứng minh người bình thường ai cũng đều nằm mộng và số lần nằm mộng tương đối ổn định. Sau khi ngủ, thông thường phải đi vào giấc ngủ. Sóng chậm khoảng 90 phút trước, không phải là giấc ngủ chuyển động mắt với vận tốc cao. Sau đó xuất hiện giấc ngủ chuyển động nhãn cầu với vận tốc cao lần thứ nhất. Sau khi duy trì 5 đến 10 phút, lại chuyển về giấc ngủ không chuyển động mắt với vận tốc cao khoảng 90 phút về sau lại chuyển về giấc ngủ chuyển động với mắt với tốc độ cao. Lần chuyển động mắt với tốc độ cao cuối cùng sau nửa đêm đến lúc gần tỉnh giấc có thể đạt đến 30 đến 50 phút. Trung bình thời gian giấc ngủ chuyển động mắt với vận tốc cao trong một đêm là khoảng 90 đến 120 phút. Lúc này chính là khoảng thời gian con người đang nằm mộng. Nếu như trên điện não đồ hiện rõ mắt chuyển động nhanh với vận tốc cao mà đánh thức người ta dậy, thì hầu hết tất cả những người ấy đều nói rằng đang nằm mộng và có thể nhớ rất rõ những cảnh tượng trong mộng vừa xảy ra ban nãy. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh phần lớn những giấc mộng xảy ra lúc mắt đang chuyển động với vận tốc nhanh. Lần thứ nhất và lần thứ hai thì nội dung của nó thường là tái hiện những việc trải qua vào ban ngày. Lần thứ ba và lần thứ tư thì trong giấc mơ thường xuất hiện những cảnh xa xưa vào cuộc sống trước kia Lần thứ năm thì thời gian và không gian đan chéo nhau. Cảnh tượng trong mộng trở nên huyền ảo. Những ảo tưởng và trải nghiệm ở hiện tại và quá khứ trộn lẫn vào nhau tạo lên những cảnh tượng trong mộng ly kỳ và huyền ảo. Quan sát khía cạnh mê tín của thuật giải mộng thời cổ. Thời cổ đại, sự nhận biết về tự nhiên của con người có hạn Do đó, thuật giải mộng thường nhuốm màu sắc mê tín. Do mỗi thuật sĩ giải mộng đều có một kỹ năng riêng biệt tông phái của họ lại khác nhau cho nên muốn kể lại một cách trọn vẹn thuật giải mộng của thời cổ đại là một việc khá khó khăn người xưa khi giải mộng thường có cách nói ngũ bất chiêm năm trường hợp không thể giải và ngũ bất nghiệm năm trường hợp không thể linh nghiệm ngũ bất chiêm giải ra có nghĩa là người tinh thần không ổn định nằm mộng không thể giải người suy nghĩ vơ vẩn nằm mộng không thể giải ngươi sau khi tỉnh dậy biết được sẽ có điềm giữ không thể giải ngươi bị đánh thức trong lúc ngủ mà giấc mộng vẫn chưa kết thúc không thể giải giấc mộng tuy có đầu có đuôi nhưng khi tỉnh dậy lại nhớ không rõ không thể giải ngũ bất nghiệm là chỉ thuật giải mộng không linh nghiệm đối với năm loại người một là người có tinh thần không được bình thường hai là người học nghề chưa thông, ba là người không có lòng thành, bốn là người ham danh ham lợi, năm là kẻ ăn ở hai lòng. Cho nên, người ta thường cho rằng phải đi ngủ rồi mới có thể giải được mộng. Đương nhiên, những phương pháp cổ xưa này có thể giúp ích cho việc nghiên cứu thuật giải mộng, nhưng không nhất định phải tuân thủ nó. Bởi vì cho dù có phương pháp cổ xưa hay là các cuốn sách nói về mộng, thời cổ đều không thể tiếp cận với bản chất khoa học của mộng do đó cũng không thể giải thích một cách chính xác các sự phức tạp và huyền diệu của ý nghĩa văn hóa và xã hội trong giấc mộng càng không thể giải thích nội dung tổng hợp về mặt tâm lý và sinh lý của nó dù như thế thời cổ đại có rất nhiều nhà giải mộng nổi tiếng quyển sách này nêu ra vài thuật giải mộng tiêu biểu để bạn đọc được nghiên cứu và tham khảo một thuật giải mộng thứ nhất hỏi chuyện buồn không hỏi chuyện vui chữ tượng hình còn lưu lại rất nhiều ghi chép về thuật giải mộng ở âu vương có thể thấy âu vương rất tin vào những điểm báo của mộng thời đó thuật giải mộng có hai đặc điểm rõ rệt một là nếu đối tượng mộng thấy không thể xác nhận và khó miêu tả rõ ràng với những người đảm nhiệm chức đại diện cho thần thông thường phải tự mình bói nếu như mộng thấy quỷ vậy đó là phải báo trước rằng e gặp tai họa không Tự bản thân họ sẽ dùng lửa nung mai rùa rồi dựa vào những vết nứt xuất hiện trên đó để đoán ý trời. Xem ý của thần thánh và ma quỷ thế nào. Nếu như mộng thấy con người và sự vật rõ ràng hơn thì nhờ những người đảm nhiệm chức vị của đại diện cho thần bói dùm để giải trừ những nghi vấn trong lòng. Hai là báo chuyện buồn chứ không báo chuyện vui. Hiện nay ta căn cứ vào những lời bói thì có thể nhận ra rằng những người giải mộng đều hỏi điềm dữ chứ không hỏi điềm lành. Bói chuyện buồn chứ không phải là chuyện vui có thể thấy những người ở thời cổ đại thiên về mặt tránh các điềm dữ. Thuật giải mộng thứ hai, báo chuyện vui không báo chuyện buồn. Khác với nhà ân, nhà chu giải mộng, thiên về cát tốt, sự phát triển về thuật giải mộng của nhà chu chính là dùng để giải mộng. Phương pháp bói này là do đề cập đến âm dương ngũ hành suy diễn sự biến hóa của mặt trời, mặt trăng và sao nên về mặt khoa học, thuật giải tương đối chuyên nghiệp người thường khó có thể làm được. Do đó có một số người giải mộng giờ trò lừa gạt, đa số đều không linh nghiệm. Thuật giải mộng đời chu khá đa dạng, ngoài phương pháp giải mộng tượng trưng, giải mộng bằng chiêm tinh ra phương pháp dùng quẻ bói, dùng cỏ thi truyền thống để giải mộng cũng tồn tại. Chu Vương có khi kết hợp cả cách bói quẻ, bói bằng cỏ thi và dài mộng để quan sát vận mệnh của quốc gia và cá nhân. Cái gọi là cách bói tam thiệu. Là chỉ phương pháp bói bằng quẻ, cách bói tam dịch chính là phương pháp bói bằng cỏ thi. Cách bói tam mộng đều là phương pháp giải mộng của ba đời hạ, thương và chu. Thuật giải mộng thứ ba, mộng thư, sách giải mộng. Vào thời Xuân Thu đã xuất hiện cách giải mộng nội dung của những quyển sách này thường là kể lại những cảnh tượng mộng rồi đưa ra lời phán cũng có sách trước khi đưa ra những lời phán cho cảnh tượng trong mộng sẽ trình bày những căn cứ để giải mộng và đoán mộng trước giữa những căn cứ và cảnh tượng trong mộng có sự liên hệ rất logic ý nghĩa của mộng sẽ được phán đoán trực tiếp trừ các cảnh tượng trong mộng đương nhiên với các thuật sĩ giải mộng khác nhau thì tuy cùng một cảnh tượng trong mộng nhưng sẽ có từ góc độ khác nhau mà đưa ra những lời giải đáp khác nhau từ đó cho thấy dù cùng một giấc mộng nhưng sẽ có cách giải thích khác nhau tùy vào người giải mộng lý luận của sách giải mộng không phải là phán đoán thuộc tính của mộng từ góc độ thường thức mà là suy diễn từ các giấc mộng đã có trong lịch sử giữa trời đất thế giới vạn vật vạn vật muôn loài muôn vẻ biến hóa khôn lường những gì liệt kê trong sách giải mộng có hạn rất nhiều giấc mộng mà trong sách khó tìm ra được do đó khó mà đoán chúng vì vậy có thể thấy được tính hạn chế của sách giải mộng một cách dễ dàng thuật giải mộng thứ tư trực mộng dựa vào thực tế để giải mộng trực mộng pháp là phương pháp thường dùng nhất trong các thuật giải mộng cổ xưa cái gọi là trực mộng pháp chính là đem nội dung của các cảnh trong mộng liên hệ với cuộc sống hiện thực lúc bấy giờ sự may gở phúc họa mà mộng phản ánh chính là phúc họa may gở trong hiện thực. Trực mộng Pháp được chia làm hai loại. Trực mộng hoàn toàn là trực mộng kết quả. Trực mộng hoàn toàn là cả quá trình lẫn chi tiết diễn ra trong mộng đều có thể xảy ra hoàn toàn trong hiện thực sau này. Trực mộng kết quả là chỉ là các chi tiết cụ thể trong mơ không nhất định sẽ xuất hiện trong cuộc sống thực tiễn tương lai, nhưng là kết quả của việc dự đoán phúc họa may gờ sẽ trùng với hiện thực. Người xưa cho rằng cảm giác đặc biệt mãnh liệt và rõ ràng nhất đối với những cảnh tượng trong mộng đều có thể giải thích rằng trực mộng pháp trực mộng pháp khá đơn giản và rõ ràng sự tốt hay xấu may rủi trong mơ chính là cái nối tốt xấu ở hiện thực dĩ nhiên vấn đề khó khăn lớn nhất chính là làm sao xác định tiêu chuẩn của trực mộng đối với điều này các nhà giải mộng cổ đại đều không có tiêu chuẩn cụ thể. Thuật giải mộng thứ năm Phản mộng giải thích ngược lại với giấc mộng. Sự phán đoán trong sách giải mộng tương phản với cảnh trong mộng thì gọi là phản mộng. Ví dụ mộng thấy mình chết có nghĩa là sẽ sống thọ. Mộng thấy anh em chém giết nhau có nghĩa là sẽ có sự giả hòa giải. Mộng thấy cha mẹ chết vì bệnh là điểm tốt. Đây chính là phản mộng. Điển hình sử dụng triết lý vật cực tất phản tức là quan điểm âm cực tất cát dương cực tất hùng cuộc kinh dịch để nói về đạo lý của phản mộng quan điểm mộng chính đắc phản mộng phản đắc chính trong thuật giải mộng được lưu truyền rất rộng trong dân gian điều này đã được phản ánh trong nhiều câu chuyện truyền kỳ xưa phản mộng là thuật giải mộng đưa đơn giản nhất để có dễ nắm bắt nhất và lại quan điểm Mộng phản đắc chính có thể khiến cho những người gặp ác mộng tìm được sự cân bằng tâm lý, để cho những người gặp ác mộng đẹp không được quá tự mãn. Thuật giải mộng thứ sáu, chắc chữ giải mộng, giải mộng bằng cách bói chữ. Thuật giải mộng thứ bảy, chuyển đổi phù hiệu, dùng quan điểm âm dương tương biện, ngũ hành tương sinh tương khắc và thiên nhân hợp nhất để tiến hành chuyển đổi phù hiệu và là thuật giải mộng vốn có của thời cổ đại. Ví dụ, sự sắp xếp theo tứ tự của ngũ hành mộc, hỏa, thổ, kim, thủy là căn cứ theo nguyên tắc tương sinh tương khắc. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc và thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy mà ra. Trong đó, hỏa đứng vị trí thứ hai. Sự sắp xếp theo thứ tự của ngũ sự là mạo, ngôn, thị, thính, tử. Trong đó ngôn cũng đứng ở vị trí thứ hai, vị trí của hỏa và ngôn. Giống nhau cho nên nó có thể đổi số. Dùng bát quái để giải mộng là căn cứ vào hiện tượng bát quái. Càn vi thiên, khôn vi địa, dị vi phong, khảm vi thủy, cấn vi sơn, ly vi hỏa. Đoài vi trạch, chấn vi lôi, càn là trời, khôn là đất, dị là gió, khảm là nước cấn là núi, ly là nửa, đoài là ao, chấn là sấm. Trong chu tịch đổi số thành sáu tư quẻ, dùng vào sáu tư quẻ để giải thích về người và việc trong mộng. Dùng các khái niệm giải mộng như âm, dương, bát quái, ngũ hành để tiến hành chuyển đổi phù hiệu do đề cập đến mặt tri thức khá rộng. Phải hiểu biết kinh dịch chứ không đơn giản như bói chữ có thể dễ dàng phổ cập. Vì vậy, cho đến hiện nay chỉ lưu truyền trong một số ít học giả nghiên cứu về kinh dịch thuật giải mộng thứ năm thứ tám thầm chắc nhi thuyết hỏi tỉ mỉ rồi giải do lịch sử của từng có số vô tiền lệ giải mộng thành công nổi tiếng cho nên mới có phương pháp giải mộng biện chứng thầm chắc nhi thuyết cái gọi là thầm chính là hiểu một cách tường tận tỉ mỉ còn chắc là phán đoán Thuật sĩ giải mộng không phải là ngựa đưa thư nên không thể nghĩ đến đâu là nói đến đó. Họ phải có một tiền đề cơ bản để nắm bắt tương tận tình trạng của người nằm mộng. Nếu nắm được điều cơ bản này thì họ mới có thể phán đoán đúng hoặc gần đúng. Và sẽ không lạc đề quá xa hoặc râu ông này cắm cầm bà nọ. Nhà phân tích giấc mộng nổi tiếng của phương Tây Flore dùng phương pháp tự do liên tưởng để dẫn dắt người nằm mộng nói ra các hoạt động tâm lý liên quan đến các cảnh trong mơ, rồi mượn đó tìm ra chìa khóa của việc giải mộng. Thật ra, việc này giống với phương pháp thẩm chắc nhi thuyết. Của tổ tiên người Trung Quốc chỉ có cách diễn đạt khác nhau mà thôi. Những gì kể cho ta thấy, do mộng là một hiện tượng kỳ lạ vừa cụ thể vừa hư vô là sự giao nhau giữa con người xã hội tâm lý và sinh lý, lên mục đích của việc giải mộng là an ủi tâm lý sợ hãi của con người, cho nên phương pháp thẩm chắc nhi thuyết luôn luôn hữu dụng. Thực ra, khi hỏi tỉ mỉ sự việc trong mộng, thuật sĩ giải mộng vừa diễn giải vừa suy nghĩ, vừa lợi dụng tri thức uyên bác của mình và những trải nghiệm của người giải mộng để giải thích các nghi vấn của mộng người nằm mộng sau khi nghe giải mộng thì sẽ có sự thỏa mãn về mặt tâm lý. Nếu nhìn từ góc độ tích cực, việc giải mộng cũng là một công tác tư tưởng để ổn định lòng người. Người cổ đại làm thế nào để tránh ác mộng? Nếu một người gặp ác mộng liên tục sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sức khỏe về cả thể xác lẫn tinh thần. Họ lo sợ không biết mộng có mang đến điểm giữ gì không. Vì thế người xưa đã có cách hóa giải ác mộng, đó là hướng về điều tốt tránh điều xấu gọi tắt là tị hóa. Những điều cấm kỵ để tránh gặp ác mộng của người cổ đại trong giải mộng thư của Quách Hoàng có liệt kê một loạt những điều cấm kỵ. Nếu vi phạm thì sẽ dễ dàng gặp ác mộng như sau. Nấy ngói của chùa hoặc ngói của những ngôi nhà cổ để kê chân giường. Đặt giường ngủ ngay dưới xa nhà hoặc nhà treo đèn ở phía trên đầu, trên giường lấy gỗ thần hoặc là gỗ không rõ nguồn gốc làm giường giường ngủ quay mặt về hướng bắc hoặc là vận mệnh khác nhau thì nên lựa chọn hướng khác nhau dưới gầm giường có xương khô hoặc những vật dụng của người quá cố người hay lo âu người yếu bóng vía hay lo lắng sợ sệt nhà có nuôi gà màu trắng hoặc chó màu trắng hoặc các con vật kỳ dị khác nhà ở gần phía trước hoặc phía sau chùa hoặc là ở gần nhà sở cảnh sát, nhà tù, tòa án, bệnh viện, trại giam, trung tâm cai nghiện. Ra thịt, ăn thịt, gia súc, chết, trồng cây đào gần giếng, giết các con vật vô cớ. Ngồi trên cành cây hướng về giếng nước, mặc quần áo của người chết. Tóm lại những điều cấm kỵ dễ gây ác mộng thời cổ đại nào mạo phạm thần linh, mạo phạm những con vật và những cây cối được sùng bái. Tiếp xúc với những vật dơ bẩn, thấp hèn hoặc nguy hiểm, giường ngủ không đặt theo hướng chính xác. Tiếp xúc với vật xui xẻo, đi ngược với nguyên tắc, thận độc, thận trọng khi ở một mình. Phương pháp tránh ác mộng của khoa học. Điều chỉnh tư thế nằm để hai tay lên bụng. Giữ thân thẳng là có thể đi vào giấc ngủ sâu. Phương pháp điều khiển ý thức là chỉ phương pháp tâm lý dựa vào ý thức của bản thân để điều chỉnh giấc mộng phương pháp tự ra ám thị là chỉ dưới điều kiện không có đối kháng sử dụng phương pháp gián tiếp để gây ảnh hưởng hoặc khống chế đối phương khiến đối phương hành động như ý muốn của bản thân phương pháp thay đổi hành vi thay đổi hành vi là phương pháp thường dùng để làm thay đổi tâm lý con người vì vậy tục ngữ có câu ban ngày không làm điều ác ban đêm không sợ ma đến gõ cửa là thái độ của người xưa đối với tất cả những việc làm độc ác. Đương nhiên cũng là quan điểm cơ bản đối với ác mộng của người xưa. Phân loại giấc mộng Cách phân loại giấc mộng của người cổ đại Nói về cách phân loại giấc mộng của người cổ đại, chúng ta có thể đi ngược về giai đoạn lịch sử khác nhau. Sự phân loại mộng của các nhà giải mộng, nhà triết học, nhà Phật giáo thường pha trộn mê tín và nhà khoa học. Sách Chu Lễ Thời Chiến Quốc chia mộng ra làm sáu loại. Chính mộng, ác mộng, tư mộng, ngụ mộng, hỉ mộng và cụ mộng. Chính mộng là giấc mộng bình thường, không sợ hãi, không lo lắng, không buồn, không vui. Trong lòng bình thản, tự nhiên ác mộng tức mộng hiểm. Là trong mộng gặp phải chuyện rất đáng sợ, người nằm mộng thường rên rỉ hoặc la to. Tư mộng là trong mộng có sự nhớ nhung, suy tính. Ngụ mộng là không ngủ mà vẫn nằm mộng, tức là trú mộng hoặc bạch nhật mộng, nằm mơ giữa ban ngày. Hì mộng là trong mộng có chuyện vui. Cụ mộng là một mộng có sự sợ hãi. Nương y nổi tiếng đời tùy là dương thượng thiện. Từ thực tiễn lâm sàng đã phát hiện ra một số giấc mộng là do bệnh tật của cơ thể của con người dẫn đến, một số giấc mộng thì không có ý nghĩa. Đó vì thế, trong Hoàng đế nội kinh Thái Tổ. Ông đã chia mộng ra làm ba loại, trinh mộng, tưởng mộng và bệnh mộng. Trinh mộng là giấc mộng có thể biết trước được, may rồi. Tưởng mộng là giấc mộng liên quan đến vấn đề tình cảm, bệnh mộng là giấc mộng xảy ra trong lúc bệnh. Đời Đông Hán, sách mộng liệt, chia mộng làm 10 loại. Trực mộng, tượng mộng, tinh mộng, tưởng mộng, nhân mộng, cảm mộng, thời mộng, phản mộng, bệnh mộng và tính mộng. Trực mộng là giấc mộng, ứng nghiệm trực tiếp. Tượng mộng là giấc mộng, mang điểm báo trước. Tinh mộng là giấc mộng tốt. Tường mộng là giấc mộng có sự nhớ mong. Nhân mộng là giấc mộng về con người. Cảm mộng là giấc mộng về cảm khái. Thời mộng là giấc mộng về thời gian mùa màng Phản mộng là giấc mộng ngược với hiện thực. Bệnh mộng là giấc mộng khi bị bệnh, tính mộng là giấc mộng về tính tình. Vào giữa đời minh sách mộng chiêm nhật chỉ, cho rằng mộng có thể tóm gọn thành chín loại lớn khí thịnh khí hư tà ngộ thể trệ tình giật trực diệp tỷ tượng phản cực lệ yêu giấc mộng khí tịnh là giấc mộng có âm tịnh dương tịnh ngũ tạng đều thịnh khí hư và giấc mộng có ngũ tạng đều hư tà ngộ là giấc mộng có tà khí xâm nhập vòng lục phủ ngũ tạng thể trệ là giấc mộng thấy cơ thể có cảm giác đông cứng lại và do vật gì đó đè lên. Tình giật là giấc mộng do vui mừng quá độ trực tiếp vật, trực mộng hay là giấc mộng trực ứng. Khớp với hiện thực tỷ tượng tức là giấc mộng thấy các điểm báo trước ví dụ. Sắp thăng quan thì mộng thấy quan tài, sắp có tiền thì sẽ mộng thấy vật dơ bẩn, sắp thành công thì sẽ mộng thấy mình trèo lên cao. Sắp mưa thì sẽ có thấy cá, sắp được ăn thì sẽ mộng thấy đang gọi chó. Nhà sắp có tang thì sẽ mộng thấy áo trắng, sắp được ân sủng sẽ mộng thấy áo lụa. Việc không thành thì sẽ mộng thích con đường đầy trông gai trong đó theo âm tiếng Hán chữ quan quan tài và chữ quan thăng quan, chữ ngư cá và chữ vũ mưa. Đồng âm với nhau trèo cao và cao quý cũng có nghĩa là lên cao. Con đường đầy trông gai và những dự định không thành đều là việc rất khó khăn. Phản cực là giấc mộng trái với hiện thực. Yêu là giấc mộng do ma quỷ yêu quái quấy phá. Sau khi Phật giáo truyền về Trung Quốc do tôn phái và cách truyền thụ khác nhau nên có những sự phân loại tứ mộng và ngũ mộng. Sách Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký Đời thanh chia mộng làm bốn loại Ý thức mộng, khí cơ mộng, ý tưởng kỳ xuất mộng, khí cơ bàng triệu mộng Sách Quách hoàng mộng thư là sách giải mộng sớm nhất chia mộng là 18 loại chương thiên văn chương địa lý chương sơn lâm thảo mộc rừng núi cỏ cây chương thủy hỏa đạo tặc trộm cướp chương quan lục khuynh đệ anh em chương nhân thân sơ kinh người lược và gương soi chương phản thực ăn uống chương phật đạo âm lạc phật và âm nhạc trương trang viên ốc trạch nhà cửa vườn tược trương y phục quần áo trương lục xúc cầm thú gia súc và thú vật trương long xà trồng rồng và rắn. trương đao kiếm cung nỏ trương phu thê hoa phấn trương lâu các gia cụ tiền bạch lầu gác dụng cụ gia đình tiền bạch và gấm vóc trương thuyền xa kiều thị cốc vật thuyền xe cầu chợ và ngũ cốc chương sinh tử bệnh tật, chương khâu mộ quan tài, hung mộ, mộ phần quan tài và vật dụng của người chết. Cách phân loại mộng thường thấy hiện nay. Mộng là sự phản ánh hiện thực khách quan, không có thế giới khách quan thì không có mộng. Nhưng loại phản ánh này không là trực tiếp và lại nội dung nằm mộng cũng không hạn chế cái gọi là nhân nhân chi mộng các dị dạ dạ chi mộng các dị giấc mộng của mỗi người là giấc mộng của mỗi đêm đều khác nhau có thể là thiên nam địa bắc cầu kim trong ngoài cũng có thể là ăn uống và nhà ở công việc và sự vui chơi những sự vật không có liên hệ này đều có thể giao nhau trong giấc mộng làm sao có thể phân chia những giấc mộng thiên biến vạn hóa này vẫn luôn là đề tài của những nhà nghiên cứu khoa học hiện đại rất chú trọng đến những việc nghiên cứu giấc mộng về mặt phân loại mộng cũng xuất hiện một số phương pháp mới có rất nhiều học giả đã tiến hành thu thập và chỉnh lý tài liệu để nghiên cứu về giấc mộng lại có học giả chia giấc mộng ra các dạng giấc mộng bình thường giấc mộng bệnh tật và giấc mộng dị thường cũng có học giả chia các dạng giấc mộng sơ thủy giấc mộng trùng phúc lặp đi lặp lại giấc mộng dự thị báo trước và ác mộng dưới đây là các phương pháp phân loại mộng thường gặp hiện nay. Giấc mộng bình thường, giấc mộng bình thường không ảnh hưởng đến chất lượng của giấc ngủ. Cũng có người cho rằng giấc mộng bình thường là giấc mộng không có tà niệm. Là mộng không lo sợ, không buồn, không vui và không bi lụy. Giấc mộng loại này thông thường không lặp lại, người nằm mộng cũng không nhớ rõ và không thể kể lại các cảnh tượng trong mộng một cách hoàn hảo. Mộng do bệnh. Mộng do bệnh là giấc mộng do một bộ phận nào đó trên cơ thể bị bệnh dẫn đến. Nó có thể báo trước bệnh tật sẽ xảy ra, loại mộng này có tính lặp lại và có tính tương quan. Tại sao mộng lại xuất hiện? Do đó trong cái lúc nằm ngủ, con người dễ dàng tiếp nhận những kích thích của cơ thể hơn là thức. Có khi những kích thích mang tính bệnh lý này vào ban đêm không thể gây phản ứng trên vò não nên con người không nhận cảm được. Nhưng nó có thể bị hấp thu vào hệ thống tiềm thức rồi đi vào mộng lúc con người nằm ngủ. Cho nên một số bệnh tật có thể được phản ánh thông qua giấc mộng. Hỷ mộng, mộng vui. Mộng vui là giấc mộng do sự vui vẻ hoặc sung sướng dẫn đến trong cuộc sống thường ngày. Do vui vẻ mà nằm mộng cũng là một hiện tượng thường gặp. Nói rõ là nếu trong lòng vui sướng thì có thể thành hỷ mộng. Khi có chuyện vui, đích thực sẽ có hiện ra vô vàn cảnh vui mừng ở trong mộng. Con người thậm chí còn cười to đến mức tỉnh giấc. Do đó, việc phân tích hỷ mộng từ các cảnh tượng trong mộng cũng có chút căn cứ từ thực tế. Nhưng điều đáng chú ý là người do vui mà nằm mộng không nhất định. Các cảnh trong mộng đều vui vẻ. Ngược lại, người vui sướng ở trong mộng cũng không nhất thiết là do có chuyện vui ở ngoài đời. Ác mộng Ác mộng luôn đem đến cho con người những gánh nặng tâm lý khá lớn. Ác mộng mà người ta thường nói khá giống với ý nghĩa ác mộng trong y học. Loại trước có nghĩa là rất rộng, bao gồm cả một số giấc mộng quái dị khiến cho con người mệt mỏi hoặc lo lắng. Cũng bao gồm cả một giấc mộng đau đớn, còn loại sau thì chia ác mộng thành mấy dạng thế đây. Bóng đẻ Đặc điểm của loại ác mộng này là sợ hãi cực độ, vùng ngực có cảm giác bị đè nén và khó thở do cảm giác nặng nề dẫn đến hoặc người nằm mộng có cảm giác tuyệt vọng mà lại không ngủ cử động được. Giấc mộng lo lắng Loại mộng này do ban ngày sợ hãi và lo lắng về một chuyện gì đó dẫn đến. Giấc mộng đau thương Nội dung của loại mộng này luôn là những việc nguy hiểm của người nằm mộng từng trải qua như tai nạn xe hơi bị cướp được tái hiện lại trong mộng. Sau khi người bị bóng đè bừng tỉnh có thể nhớ rõ những gì xảy ra trong mộng, những cảnh này đều rất đáng sợ. Ví dụ, bị người xấu, quái thú rượt đuổi, bị yêu quái, ma quỷ quấy phá, hoặc đang ở nơi bị lũ lụt hỏa hoạn. Động đất muốn chạy cũng không xong, muốn la cũng không được. Hô hấp dẫn đến khó thở. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, tay chân thường cảm thấy bị cái gì đè đến nỗi không cử động được. Trẻ qua một loạt sự cố gắng dãy ruộng có thể tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, người nằm mộng thường thấy tim đập nhanh, lo sợ. Tinh thần bấn loạn, loại mộng này thường xảy ra những thiếu niên có não chưa phát triển toàn vẹn với những người tuổi già sức yếu, nhất là những người đã từng bị cú sốc tinh thần hoặc bệnh tình. Tượng mộng Tượng mộng là giấc mộng không thể diễn đạt ý nghĩa một cách trực tiếp mà phải thông qua vật tượng trưng. Vật tượng trưng trong tượng mộng có thể nói không nơi nào là không có. Trong cách giải mộng truyền thống của Trung Quốc, vật tượng trưng thường là những vật phản ánh hình tượng tự nhiên như trời, đất, mặt trời, mặt trăng, sao, gió, mưa, tuyết, sấm sét mây. Trong thực vật có hoa, cỏ, gỗ, làm, trúc măng, trong cây, nông nghiệp có lúa mạch, hạt thóc, cây lúa, mè, hạt rẻ. Trong động vật có hổ báo, sư tử, voi, sói, gấu, hiêu khỉ, trong nước có cá tôm tùa trong vật dụng văn phòng có bút mực giấy nghiên mực trong binh khí có đao thương kiếm cung áo giáp trong vận dụng nhà bếp có nồi chén thấu đĩa bếp trong vận dụng của phụ nữ có kiếng châm vòng đeo tay lược son phấn trong vật dụng trên giường có tấm da chăn màn gối trong nhân vật có bạn bè họ hàng con cháu vua chúa tướng tuy thấy cùng một sự vật trong mơ nhưng tùy vào mỗi người mà có sự lý giải khác nhau cho nên vận tượng trưng ở trong mộng cũng có hàm ý nghĩa khác nhau vì thế giải thích này tùy thuộc vào từng người thanh minh mộng khi nằm mộng ý thức của con người tương đối tỉnh táo họ biết được mình đang nằm mơ và cũng có thể tiến hành suy luận thay đổi các tình tiết trong mộng theo ý thích của họ mình khiến cho nó phát triển theo hướng có lợi những giấc mộng như thế tâm lý học gọi là thanh minh mộng nhân mộng người xưa chưa con người thành quý tiện hiền ngu cao quý đê hèn thông minh và ngu dốt dù cho cùng một giấc mộng người cao quý mộng thấy thì là điểm lành người đê hèn mộng thấy thì là điểm dữ quân tử mộng thấy thì là vinh tiểu nhân mộng thấy thì là nhục Nhân mộng tùy vào từng người mà có cách giải thích khác nhau. Trong các nghiên cứu về giấc mộng của cả trăm ngàn năm nay, người ta đã phát hiện không những chức vụ, tính cách, tuổi tác, giới tính của con người liên quan đến nội dung của giấc mộng mà đối với những người cho dù có cùng mơ thấy một giấc mộng nhưng ý nghĩa cũng sẽ khác nhau. Do đó cách giải mộng cũng tùy thuộc vào từng người. Trực mộng, trực mộng còn gọi là giấc mộng trực ứng hoặc giấc mộng trực tiếp chỉ là những cái gì thấy trong mộng sau khi tỉnh lại thì đúng là có việc đó thực trong đời. Phản mộng Phản mộng là giấc mộng hoàn toàn trái ngược với hiện thực. Điển hình mộng Điển hình mộng là giấc mộng có nội dung tương đối cố định và thường được lặp lại. Giấc mộng điển hình thường gặp là một trong những mộng thấy mình hoặc người khác gặp nguy hiểm, bị thương hoặc bị chết, bị diệt đuổi hoặc tấn công rơi từ trên cao xuống bay bổng trong không trung hoặc té xuống nước đang ăn có tiền lạc đường đánh rơi đồ vật đi trễ ví dụ lỡ chuyến xe lỡ thuyền hoặc lỡ chuyến bay làm việc gì đó nhiều lần nhưng vẫn không thành công ở chuồng hoặc quần áo không chỉnh tề rụng răng hoặc bị bệnh đang ở trong hang động hay nơi chật hẹp gặp lửa hay bị lũ cuốn lệ yêu mộng giấc mộng của ma quỷ Lệ yêu mộng là chỉ nằm mơ thấy yêu ma quỷ quái do người xưa không hiểu nguyên nhân nằm mộng nên cho rằng giấc mộng này là do ma quỷ yêu quái gây ra. Thực ra đây là một hiện tượng mê tín. Người mơ thấy loại mộng này thường có thể cơ thể gầy yếu hay sợ hãi nghi ngờ căng thẳng quá độ. Người xưa cho rằng người thấy ma quái xuất hiện trong mộng là những người khí hư suy nhược. Đây cũng chính là điều mà các lương y xưa quan sát được là thực tế lâm sản. Sáng thương mộng, giấc mộng đo thương. Sáng thương mộng là một trong mộng ít nhiều tái hiện lại những việc đau thương mà người nằm mộng. Từng trải qua, sự việc này luôn xuất hiện đột ngột hoàn toàn vượt ra ngoài tiên đoán của người nằm mộng. Ví dụ, tai nạn xe cộ bị cướp động đất hòa hoạn, lũ lụt bị cưỡng bức hoặc cập sốc tinh thần nào đó. Những cảnh trong mơ tương đối đáng sợ, loài mộng này được sinh ra dưới tình trạng tâm lý bình thường nhưng từ đó xuất hiện cho đến khi biến mất phải trải qua một thời gian tương đối dài. Theo thời gian, số lần gặp lại của các loại mộng này sẽ dần ít đi, mức độ cũng sẽ dần giảm. Trùng phúc mộng, giấc mộng lặp đi lặp lại. Giấc mộng thường xuyên xuất hiện và có nội dung giống nhau hay gần giống nhau, hoặc là cùng một chủ đề được gọi là trùng phúc mộng. Loại mộng này thường xuất hiện ở thời kỳ niên thiếu, với người có hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc, ví dụ bố mẹ bạo hành bị ngược đãi ức hiếp. Giấc mộng đầu tiên là chỉ giấc mộng thứ nhất người nằm mộng kể cho nhà giải mộng nghe. Các nhà giải mộng hiện đại cho rằng loại mộng này luôn có thể phản ánh toàn bộ tình trạng tiềm thức của người nằm mộng. Ví dụ, một cô gái mơ thấy mình bị nhốt trong lòng. Nhà giải mộng lý giải rằng giấc mộng này cho thấy người nằm mộng đang bị hạn chế và cản trở về mọi mặt. Thật dài mộng của người xưa giấc mộng mơ ước là trong mơ người nằm mộng đã thực hiện được nguyện vọng của mình. Loại mộng này thường xảy ra đối với người trưởng thành luôn bị ước chế đối với trẻ con loại mộng này là ảo tưởng có thể thực hiện được bởi vì trẻ con thường không bị trói buộc. Thông qua giấc mộng mơ ước ý thức bị ức chế hoặc nguyện vọng trong tiềm thức của người nằm mộng có thể được thỏa mãn thời mộng thời mộng là giấc mộng tương ứng với thời tiết và mùa màng nếu thời mộng xảy ra vào mùa xuân thì trong mộng là cảnh tượng vạn vật thay đổi mới cây cối um tùm tươi tốt tràn đầy sức sống thời mộng của một năm có bốn mùa giống như người xưa đã nói mộng mùa xuân phát sinh mộng mùa hè cao minh mộng mùa thu đông ẩn chứa sự hoàn thiện. Ở đây nói rõ mộng tùy mùa. Tiên kiến mộng, giấc mộng gặp trước. Trước khi ngủ, nếu xem những cảnh phim kích động hoặc là vào ban ngày, thì nhìn thấy những con vật mà mình yêu thích, thì trong lúc ngủ sẽ nằm mộng, thấy và loại mộng này được gọi là tiên kiến mộng. Tình mộng, tình mộng thường là giấc mộng có liên quan đến tình dục. Ví dụ, mơ thấy mình cười trần chạy trên con đường đông người qua lại để lộ cơ quan sinh dục dưới bàn chân thiên hạ. Các nam nữ thiếu niên mơ thấy mình mộng không phải là do bị ức chế mà là do sự trưởng thành của cơ thể và tâm lý. Những người đã kết hôn thường có những giấc mộng liên quan đến tình dục cho thấy họ không hài lòng đối với vấn đề này trong đời thực. Một số giấc mộng dạng này cho thấy người nằm mộng có bệnh thái rõ rệt. Ví dụ, người đàn ông mơ thấy mình đi, mất đi khí thế, cho thấy anh ta có thể có nguyện vọng muốn làm đàn bà chứ không muốn làm đàn ông hoặc anh ta lại sợ việc kết hôn sợ gánh vác trách nhiệm làm cha còn nếu người con gái mơ thấy cơ quan sinh dục của người đàn ông mà mình thầm yêu thì cho thấy cô ta muốn rũ bỏ sự sợ hãi và cảm giác mệt mỏi của việc mang thai và làm mẹ chú mộng giấc mộng ban ngày của thanh thiếu niên mộng giữa ban ngày gọi là chú mộng hoặc ngụ mộng người nằm mộng cho rằng mình đang tỉnh sau đó mới biết là nằm mộng nội dung của giấc mộng ban ngày có liên hệ mật thiết với cuộc sống mà người nằm mơ trải nghiệm những nhà tâm lý học hiện đại đã chỉ ra rằng giấc mộng ban ngày của thanh thiếu niên có ba dạng sau dạng anh hùng tưởng tượng mình là anh hùng trên chiến trường tự ban cho mình sức mạnh năng lực vô hạn không việc gì là không làm được và cuối cùng được mọi người ngưỡng mộ dạng giàu có mình đột nhiên trở thành một tỷ phú hoặc được nhà tỷ phú nhận nuôi rồi sống một cuộc đời giàu có dạng tình yêu đây là một ý thức giới tính xuất hiện trong giấc mộng ban ngày các tình tiết do người nằm mơ tưởng tượng ra hay mượn trong phim ảnh tiểu tiết sau đó họ đổi vai với nhân vật chính rồi phát triển tình tiết theo ý của mình diễn giải giấc mộng mặt trời mặt trăng và sao Mộng thấy bầu trời, bầu trời là giấc mộng tượng trưng cho sự thành công trong sự nghiệp. Mộng thấy bầu trời đầy màu mây trắng, xanh trong biểu thị tâm trạng vui vẻ, mọi việc đều như ý. Mộng thấy bầu trời có ánh dương chiếu rọi báo trước sự nghiệp của bạn ngày một phát triển. Mộng thấy bầu trời có mặt trời và mặt trăng cùng chiếu sáng nghĩa là sự nghiệp của bạn sẽ thành công rạng rỡ. Mộng thấy trời quang vạn dặm, mộng thấy mặt trời chiếu rọi. Trời quang vạn dặm là điềm tốt nếu bạn là một nhân viên bình thường. Ngụ ý bạn sẽ được cấp trên tán thưởng nếu là một người làm việc có trách nhiệm, bạn sẽ được thăng chức. Nếu là một thương gia, tài vận của bạn sẽ tốt hơn trong tương lai. Nhất định phải nắm bắt cơ hội. Mộng thấy dáng ngũ sắc, mộng thấy dáng ngũ sắc ám chỉ trong lòng bạn lúc này sinh ra một tình cảm mà cả chính bạn cũng không muốn thừa nhận. Nếu người nằm mơ là một cô gái chứng tỏ cô ta đang thương thầm một người con trai nhưng không dám nói ra chỉ tương tư một mình nếu đây là giấc mộng của một người con trai có nghĩa là anh ta đang thương thầm một cô gái mộng thấy trời nắng trời nắng là biểu tượng của học vấn cao và thành tựu mộng thấy trời nắng đẹp bất luận trong công việc hay học hành bạn đều đạt thành tích tốt mộng thấy trời âm u giấc mộng thấy trời tối ám chỉ người nằm mơ đang có một mối sầu muộn và sức khỏe không tốt Lúc này bất luận làm việc gì bạn cũng nên cẩn thận suy nghĩ trước khi hành động. Mộng thấy cầu vồng, cầu vồng xuất hiện trong giấc mộng, tượng trưng cho điềm lành. Mộng thấy cầu vồng bắc ngang bầu trời, ngụ ý nhất định bạn sẽ thành công. Cơ nghiệp sẽ thuận buồm xuôi gió, hưng vượng, phát đạt. Mộng thấy mặt trời, mặt trời trong mộng, tượng trưng cho tình cảm ấm áp. Bác ái của người cha, tình yêu của người cha như ông mặt trời chiếu sáng khắp nơi. Đem đến cho chúng ta những ánh nắng ấm áp, Mộng thấy mặt trời ngủ ý bạn luôn hy vọng được cha mình chăm sóc, không muốn một mình tạo dựng sự nghiệp. Người mơ thấy mộng này thường có một người cha kiên cường, yêu thương và luôn bảo vệ con mình. Mộng thấy mặt trăng. Mộng thấy mặt trăng dự báo rằng bạn sẽ có một kết cục hạnh phúc và tốt đẹp ở cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Mộng thấy nhật thực, mơ thấy nhật thực. Dự báo rằng cuộc sống và sự nghiệp của bạn sẽ có phiền muộn. Mộng thấy nguyệt thực. Nguyệt thực trong mộng ám chỉ sự phiền muộn và lo lắng về sức khỏe của chính và bạn và người thân. Mộng thấy bóng trăng nước. Giấc mơ này cho thấy mọi kế hoạch và nguyện ước của bạn đều không thành. Mộng thấy sao băng. Sao băng là biểu tượng của sự thành công và bằng tình hữu. Ngôi sao càng sáng chói càng là điểm tốt. Điều này dự báo bạn sẽ kết thân với một người bạn khác giới và có năng lực và trí tuệ người này sẽ giúp bạn hoàn thành những kế hoạch của mình mộng thấy gió giấc mơ này ám chỉ cuộc sống và công việc của bạn đều khá thuận lợi nếu là cơn gió thổi nhẹ ngụ ý có người tốt đang âm thầm giúp đỡ bạn mộng thấy mưa mộng thấy mưa xuân nghĩa là có chuyện vui bất ngờ sẽ đến với bạn nếu mộng thấy mưa xuân kéo dài nghĩa là bạn sẽ đạt được thành công ngoài ý muốn nếu mộng thấy mình đang cầm dù đi dưới mưa nghĩa là sự may mắn đang đến với bạn nếu mộng thấy đang gắng sức chạy dưới mưa có nghĩa là sự nghiệp của bạn sẽ phát triển thực sự nếu mộng thấy mưa lâm dâm có nghĩa là bạn sẽ lâm vào một thời kỳ khó khăn nếu mộng thấy đi ra ngoài vào lúc trời mưa nghĩa là bạn sẽ có một kỳ nghỉ vui vẻ mộng thấy mưa bão mưa bão là biểu tượng của sự phiền muộn mộng thấy mưa bão dự đoán rằng bạn sẽ rơi cho trạng thái tâm lý hỗn loạn nên khi làm việc cứ luôn do dự không hạ được quyết tâm tới cùng Mộng thấy tuyết, tuyết trong mộng tượng trưng cho những niềm vui và sự thành công bất ngờ. Mộng thấy trên cây có tuyết nghĩa là bạn sẽ có được cơ hội đầu tư tốt. Mộng thấy băng, băng chân giống mộng là biểu tượng của sự may mắn. Con gái mộng thấy băng, ám chỉ cô sẽ tìm được một người yêu với ý. Chàng trai mộng thấy băng, biểu thị anh ta sẽ tìm được một người yêu xứng đôi. Phụ nữ mộng thấy băng, ngụ ý ra cảnh cô sẽ ngày càng sung túc thương nhân mộng thấy băng biểu thị việc làm ăn của anh ta sẽ ngày càng phát đạt nông dân mộng thấy băng biểu thị công việc của họ sẽ có nhiều thu hoạch học sinh mộng thấy băng biểu thị sẽ có được thành tích tốt mộng thấy băng tuyết tan chảy băng tuyết tan chảy tượng trưng cho những khó khăn được giải quyết một cách êm đẹp mộng thấy sương mù sương mù trong mộng biểu thị cho vận khí và gia cảnh nếu mộng thấy bị sương mù vây quanh cho thấy Cuộc sống gia đình của bạn không được hạnh phúc cho lắm. Mộng thấy hạt xương, hạt xương trong suốt tinh khôi tượng trưng cho danh dự. Sự giàu có và tình cảm, nếu mộng thấy hạt xương trong suốt dưới nắng mặt trời, ngụ ý bạn sẽ có được cả danh dự lẫn sự giàu có cực kỳ to lớn. Đối với người độc thân, giấc mộng này dự báo rằng bạn sẽ có được một cuộc hôn nhân mỹ mãn, hạnh phúc. Mộng thấy mưa đá, người đàn ông mộng thấy mưa đá, ngụ ý anh ta sẽ có một khoảng thời gian không như ý nhưng sẽ đi qua rất nhanh, sự may mắn sẽ lại đến. Người phụ nữ mộng thấy mưa đá ngủ ý sau khi trải qua một khoảng thời gian không như ý hoặc thất bại, cô ta sẽ gặp được một người thương yêu mình. Mộng thấy gương rơi. Mộng thấy xương rơi, ngủ ý vận khí không tốt, bất luận là việc gì cũng khó đạt được kết quả, bạn còn phải chú ý đến sức khỏe của mình. Mộng thấy sấm sét Mộng thấy sấm sét ngụ ý trong lòng bạn đang tràn đầy cảm giác sợ hãi và dằn vặt. Âm thanh của sấm sét tượng trưng cho sự giả dối trong tình bạn. Một mộng thấy tiếng sấm vang rền giấc mơ này cảnh báo bạn phải hết sức cẩn thận khi kết bạn. Nếu mộng thấy sấm sét đánh vào cây cối dự báo vận rủi gia đình và bản thân bạn sẽ xảy ra những tai họa khó lường. Mộng thấy tia chớp, mộng thấy tia chớp có nghĩa là vận may sẽ tìm đến bạn. Cô gái trẻ mộng thấy tia chớp ngụ ý cô sẽ có được người chồng như ý. Người bệnh mộng thấy tia chớp ngụ ý họ sẽ mau khỏi bệnh. Mộng thấy bình minh dự báo hy vọng và cơ hội sẽ đến, sự nghiệp sẽ ngày càng phát triển nếu mộng thấy mặt trời từ từ ló dạng. Ngụ ý bằng thực lực và sự phấn đấu bạn có thể đạt được thành công vượt bậc. Mộng thấy hoàng hôn là điềm báo của sự thất bại và những đau buồn sẽ đến, mộng thấy ban đêm. Giấc mơ này tượng trưng cho sự không thuận lợi và cảm giác thất vọng. Mộng thấy mùa xuân là điểm báo của niềm hy vọng và cơ hội. Mộng thấy mùa hè giấc mơ này tượng trưng cho sự nghiệp ngày càng đi lên và không ngừng phát triển. Người trẻ mới thấy cảnh mùa hè. Ngụ ý họ sắp có nhân duyên viên mãn. Mộng thấy mùa thu. Ngụ ý có sự thu hoạch và giàu có. Người đàn ông mộng thấy mùa thu nghĩa là công sức anh bỏ ra sẽ có thành quả. Người phụ nữ mộng thấy mùa thu nghĩa là cô ta sẽ nhận được thành quả từ người khác. Nếu mộng thấy kết hôn vào mùa thu nghĩa là bạn sẽ có một cuộc hôn nhân mỹ mãn như ý cắt tưởng. Mộng thấy mùa đông là điềm báo không tốt. Chàng trai trẻ mộng thấy mùa đông. Biểu thị anh ta dù làm việc gì cũng khó đạt kết quả. Ở thấy mùa đông ngụ ý cô nên chú ý đến sức khỏe của mình. Núi non sông hồ. Mộng thấy núi, núi tượng trưng cho nghị lực vươn đến sự thành công. Mộng thấy hang động tượng trưng cho sự phiền phức. Nếu mộng thấy bị nhốt trong hang động không thể chạy ra được biểu thị thời kỳ khó khăn tương đối dài nếu có thể chạy ra cửa hang thì bạn sẽ vượt qua thời kỳ khó khăn này. Mộng thấy đang leo núi. Giấc mơ này dự báo những gian lao và cực khổ, mộng thấy leo xuống núi giấc mơ này dự báo cuộc sống và sự nghiệp của bạn sẽ tuột dốc. Mộng thấy vách núi treo leo dự báo rằng tài sản của bạn sẽ bị tổn thất nặng nề. Sức khỏe thì giảm sút nếu thương nhân Mộng thấy rơi từ vách núi xuống dự báo rằng việc làm ăn của anh ta đang gặp trắc trở. Nếu người bệnh mơ thấy vách núi treo neo, dự báo rằng bệnh của họ đang trở nặng. Nếu nhân viên mơ thấy vách núi treo neo, nghĩa là anh ta có nguy cơ bị đuổi việc. Mộng thấy núi lửa. Biểu thị những nguy cơ tiềm ẩn người đàn ông mộng thấy núi lửa. Biểu thị sự thoái chí nản lòng và mục tiêu khó có thể đạt được người phụ nữ mộng thấy núi lửa ngụ ý cô phải chú ý đến sức khỏe của mình phòng ngừa bệnh cũ tái phát mộng thấy nước là biểu hiện của sự giàu có và hạnh phúc mộng thấy biển cả mênh mông đây là giấc mộng cắt đường tiền bạc và những chuyện vui sẽ liên tục kéo đến mộng thấy hòn đảo nhỏ tượng trưng cho hy vọng và sự thay đổi cô gái trẻ nếu thấy giấc mộng này ngụ ý cô sẽ có một cuộc hôn nhân mỹ mãn mộng thấy ao hồ là điềm báo tốt đẹp hôn nhân mỹ mãn gia đình như ý mộng thấy thác nước tượng trưng cho sự thăng quan tiến chức và giàu có nếu mộng thấy thác nước hiền hòa ngụ ý cuộc sống của bạn sẽ từng bước lên cao mộng thấy nước lũ là điềm báo không tốt thấy nước lũ cuồn cuộn hoặc cuốn trôi bạn đi đối với thương nhân ngụ ý làm ăn sẽ bị tổn thất đối với người thường hôn nhân sẽ xuất hiện sự dạn nứt bản thân sẽ bị bệnh tật mộng thấy nước phun thấy hồ nước tràn đầy ngụ ý sự nghiệp sẽ có được những thành quả vô ý mộng thấy hồ nước đang được bơm nước vào cho thấy một số cơ hội mới bất ngờ sẽ đến với bạn mộng thấy giếng nước mộng thấy mực nước giếng khá cao biểu thị sự sống sẽ sung túc giàu có mộng thấy mực nước giếng khá thấp ngụ ý bạn sẽ trải qua một thời gian khá khó khăn mộng thấy đang gánh nước ở giếng nước dự báo bạn sẽ có được hạnh phúc mộng thấy đang gánh nước ở giếng nước đục dự báo bạn sẽ gặp trắc trở trong tình yêu Mộng thấy bể tắm, nếu mộng thấy đang tắm trong bể nghĩa là trước mặt mọi, việc vẫn khá thuận lợi, tuy không có thành công lớn. Nhưng cũng không gặp chắc trở đáng ngại nếu mộng thấy khi đang tắm trong bể thì hơi nóng bốc lên. Ngột ngạt khác thường dự báo rằng bệnh tật nhất là bệnh đường hô hấp sẽ đến với bạn. Mộng thấy nước xoáy, nước xoáy trong giấc mộng là điểm báo của sự nguy hiểm. Nếu mộng thấy mình đang bị cuốn trôi giữa dòng nước xoáy, ngụ ý có kẻ tiểu nhân đang ngấm ngầm hại bạn. Mộng thấy bờ sông, bờ sông trong giấc mộng tượng trưng cho sự thành công sau khi đã nỗ lực. Nếu bờ sông trong giấc mộng uốn lượn biểu thị tuy trải qua khá nhiều trắc trở nhưng sự nỗ lực của bạn là không hề phí. Những gì bỏ ra đều nhận được kết quả. Nếu bờ sông trong giấc mộng lên thơ yên tĩnh dự báo rằng bạn sẽ có một mối tình hạnh phúc. Mộng thấy bến đò, bến đò là điềm báo vận may sẽ xuất hiện. Nếu mộng thấy người lái đò cho thấy bạn là một người rất trọng tình cảm. Làm việc gì cũng đều cố gắng vì thế sẽ đạt được thành công cuối cùng. Hoa cỏ cây cối Mộng thấy vườn hoa, vườn hoa tươi nở rộ là giấc mộng như ý cát tường. Nếu mộng thấy tàn bộ trong vườn hoa, biểu thị tâm trạng vui vẻ, tinh thần sảng khoái, chàng trai trẻ mơ giấc mộng này, ngụ ý anh sẽ có được một người bạn đời tâm đầu ý hợp. Cô gái trẻ thấy giấc mộng này, ngụ ý người trong mộng của cô sẽ sớm xuất hiện mộng thấy bó hoa bó hoa đầy màu sắc là điềm báo của tình yêu chàng trai trẻ thấy giấc mộng này ngụ ý anh ta sẽ được cô gái xinh đẹp yêu thích cô gái trẻ thấy giấc mộng này tiên đoán cô sẽ được chàng trai lịch tiệp theo đuổi mộng thấy hoa dụng hoa dụng trong giấc mộng tượng trưng cho sự nghiệp đang xuống dốc hoặc chuyện tình cảm không thuận lợi mộng thấy người khác tặng hoa cho mình giấc mơ này tượng trưng cho hỷ sự Chàng trai mộng thấy người khác tặng hoa cho mình dự báo rằng anh ta chỉ cần cố gắng thêm một chút thì sự nghiệp sẽ có được thành tựu to lớn. Cô gái nếu mộng thấy người khác tặng hoa cho mình biểu thị cô gái rất hấp dẫn và có nhiều người đeo đuổi. Mộng thấy hoa mai, hoa mai tượng trưng cho sự thành công trong sự nghiệp. Nếu mộng thấy hoa mai trắng sự dự báo bạn sẽ được mọi người hoan nghênh và tin tưởng. Nếu mộng thấy hoa mai đang nở rộ biểu thị sau khi trải qua nhiều gian khổ trong sự nghiệp cuối cùng bạn có thể thoát khỏi khó khăn đạt được thành công mỹ mãn mộng thấy hoa đỗ quyên giấc mơ này ngụ ý sự nghiệp của bạn đang ở thời kỳ phát triển và những đôi tình nhân đang yêu nhau sẽ nên vợ nên chồng mộng thấy hoa quế hoa quế tượng trưng cho sự nghiệp thuận lợi và tình yêu ngọt ngào chàng trai trẻ mộng thấy hoa quế biểu thị sự nghiệp hưng thịnh phát đạt cô gái mộng thấy hoa quế cho thấy cô đang có một người yêu như ý Mộng thấy thảm cỏ dự báo gia đình sẽ hạnh phúc và tràn đầy sức sống, mộng thấy cỏ khô tượng trưng cho sự khó khăn, nếu mộng thấy cả một cánh đồng cỏ khô ngụ ý bạn sẽ gặp phải muôn vàn trắc trở, mộng thấy cỏ dại giấc mơ này tuyên đoán bạn nên cẩn thận trong cách cư xử, kẻo gây mâu thuẫn với người khác. Mộng thấy đang leo cây tượng trưng cho sự tiến bộ, nếu mộng thấy đang trèo lên cao biểu thị cho một tương lai sẵn nạn và thành công. Mộng thấy đang trồng cây, tượng trưng cho sự thành công và thu hoạch sau những nỗ lực hết mình. Mộng thấy cây tre tượng trưng cho những hy vọng biến thành hiện thực. Người đàn ông mơ thấy giấc mộng này. Dự báo sự nghiệp sẽ thành công và kiếm được nhiều tiền. Phụ nữ mơ thấy giấc mộng này biểu thị chuyện tình cảm của cô sẽ kết thúc có hậu mộng thấy đứng dưới bóng cây giấc mơ này ngụ ý có người đang âm thầm quan tâm giúp đỡ bạn mộng thấy cây chám là điềm báo không tốt nếu là đàn ông bạn không nên đi xa xử sự, sự phải thận trọng nếu là phụ nữ ngụ ý bạn phải thận trọng trong mối quan hệ bạn bè mộng thấy giàn nho giàn nho trong giấc mộng tượng trưng cho thành công hạnh phúc và sự khỏe mạnh đàn ông mộng thấy giàn nho thì sự nghiệp sẽ có thành công nhất định phụ nữ mộng thấy giàn nho có nghĩa là gia đình cô ta sẽ hòa thuận mỹ mãn vui vẻ hạnh phúc người già mộng thấy gian nho ngủ ý con cái hiếu thảo sung thọ mộng thấy vườn trái cây vườn trái cây trong mơ tượng trưng cho tiền bạc và sự thu hoạch mộng thấy đang đi vào vườn trái cây dự báo việc kinh doanh buôn bán của bạn sẽ đặc biệt tốt tất cả mọi việc đều như ý thu được nhiều lợi nhuận mộng thấy đang đi lại trong vườn trái cây biểu thị sau khi làm việc chăm chỉ bạn sẽ thu được nhiều thành quả mộng thấy chim đang bay chim trong giấc mộng tượng trưng cho sự vui vẻ và may mắn mộng thấy con chim nhỏ bay vào lòng mình tượng trưng cho may mắn và thuận lợi nếu chàng trai trẻ mơ thấy một giấc mộng này biểu thị anh ta sẽ tìm được một người bạn đời lý tưởng phụ nữ mơ thấy giấc mộng này biểu thị cô ta sẽ mang thai như ý muốn mộng thấy chim khách tượng trưng cho sự may mắn và tình cảm tốt đẹp nếu mộng thấy chim khách đậu trên cành dự báo nhà bạn sẽ có chuyện vui Mộng thấy chim cu cu, chim cu cu trong giấc mộng tượng trưng cho sự thất vọng và tình yêu, nếu mộng thấy chim cu cu hót, biểu thị cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Mộng thấy chim gõ kiến giấc mộng này cho thấy gần đây trong lòng bạn không thoải mái lắm, gia đình có thể không hòa thuận, bạn bè bất hòa cho nên bạn phải chú ý đến lời nói và cử chỉ của mình. Mộng thấy con két, nếu mộng thấy con két đứng trên mặt đất, ngụ ý bạn sẽ kết giao với những người chuyên ngồi lê đôi mách. Nếu mộng thấy con két bị nhốt trong lòng ám chỉ bạn có thể gặp phải vấn đề nan giải ngoài ý muốn. Nếu mộng thấy con két kêu réo không ngừng dự báo bạn sẽ gặp chuyện thị phi. Nên cẩn thận đề phòng. Mộng thấy thiên nga, thiên nga trong giấc mộng tượng trưng cho sự vui vẻ và có nhân duyên mới. Nếu con thiên nga đang bơi trên mặt nước yên tĩnh dự báo rằng bạn sẽ có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Nếu mơ thấy con thiên nga đang bay trên bầu trời biểu thị cuộc sống tươi đẹp sắp đến. Mộng thấy chim hạc nếu mộng thấy một hai con chim cả bay. Đàn chim hạc, biểu thị sự như ý cắt đường khỏe mạnh, sống lâu, học hành đạt được kết quả tốt. Thương nhân thì tiền vô như nước, người già khỏe mạnh, trường thọ. Nếu chỉ mộng thấy một con chim hạc, đây là điềm báo chồng hoặc vợ của bạn sẽ qua đời. Mộng thấy chim công, chim công trong giấc mộng tượng trưng cho sự như ý cắt đường, tương lai sáng lạn. Sự nghiệp thành công, mộng thấy con công xòe đuôi múa, biểu thị bạn sẽ đạt được thành công to lớn. Mộng thấy chim miến, chim miến trong giấc mộng tượng trưng cho gia đình hòa thuận và nhận được tin vui ở phương xa. Nếu mộng thấy chim miến hót ríu rít, nghĩa là gia đình bạn sẽ có chuyện vui. Nếu mộng thấy chim miến bay đến, nghĩa là bạn sẽ có khách quý tới thăm. Mộng thấy phượng hoàng, phượng hoàng trong giấc mộng tượng trưng cho sự giàu có. Nếu mộng thấy chim phượng hoàng nhảy múa dự báo rằng bạn rất may mắn và sẽ có quý nhân phù trợ. Nếu mộng thấy chim phượng hoàng vỗ cánh bay lên dự báo rằng bạn sẽ giàu có. Mộng thấy chim cú mèo, mộng thấy chim cú mèo báo hiệu rằng bạn sẽ gặp trắc trở hoặc thất vọng. Nếu mộng thấy mình đang đuổi chim cú mèo đi nghĩa là bạn có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Mộng thấy chim ưng. Nếu mộng thấy chim ưng đứng trên đỉnh núi biểu thị bạn là một người có chí hướng cao xa và sẽ có được cả danh lẫn lợi. Nếu mộng thấy chim ưng bay giữa không trung dự báo chuyện làm ăn thuận lợi và không lâu sau bạn sẽ trở nên giàu có. Mộng thấy chim bồ câu. Bồ câu trong giấc mộng tượng trưng cho sự hòa bình và sự êm ấm, gia đình hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau, con cái thành tài. Nếu mộng thấy cả bầy bồ câu, ngụ ý bạn sẽ có bạn từ phương xa đến thăm. Nếu mơ thấy chim bồ câu đang xây tổ, dự báo sự êm ấm và hạnh phúc đang tìm đến với bạn mộng thấy voi là một giấc mộng rất may mắn biểu thị cho sự thành công và phát triển nếu mộng thấy con voi trưởng thành biểu thị bạn là người rất được mọi người yêu mến bạn bè và đồng nghiệp đều giúp đỡ bạn nếu mộng thấy một con voi con dễ thương nghĩa là con cái của bạn sẽ rất yêu khỏe mạnh và được mọi người thương mến mộng thấy lạc đà giấc mơ này ngầm báo rằng bạn cần phải trải qua sự cố gắng không ngừng mới có thể khắc phục được khó khăn trước mắt nếu mộng thấy lạc đà đang thồ đồ đạc nghĩa là bạn sẽ có sự thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu mộng thấy đang ngồi trên lưng lạc đà dự báo rằng bạn sẽ có một tương lai sẵn lạn. Mộng thấy con cọp nếu mộng thấy con cọp đi vào trong vườn dự báo rằng bạn sẽ kết giao với người có quyền thế. Mộng thấy đang cưỡi trên lưng cọp ngụ ý rằng nếu bạn gặp nạn thì sẽ có quý nhân giúp đỡ. Mộng thấy con cọp đang nhảy về phía mình cho thấy bạn sẽ gặp khó khăn. Mộng thấy sư tử, sư tử trong mộng tượng trưng cho danh dự và địa vị. Người đàn ông mộng thấy sư tử biểu thị anh ta vẫn đang cố gắng hết mình để vươn lên địa vị xã hội cao. Phụ nữ mộng thấy sư tử dự báo rằng cô sẽ lấy một người chồng quyết đoán. Nếu mộng thấy sư tử gầm rú lên hồi nghĩa là bạn phải đề phòng sự đố kỵ của mọi người xung quanh. Mộng thấy sói đàn ông mộng thấy sói dự báo sự nghiệp của anh rất khó thành công phụ nữ mộng thấy sói ngầm báo rằng cô ta sẽ bị bệnh trong thời gian tới mộng thấy hưu hưu trong giấc mộng tượng trưng cho sự thăng tiến và hạnh phúc nếu trong mơ nghe thấy tiếng hưu kêu ngụ ý cảnh gia đình êm viên mãn khiến cho người khác phải ngưỡng mộ mộng thấy khỉ mộng thấy khỉ đang nhảy qua nhảy lại không được tốt lắm giấc mơ này nhắc nhở bạn khi xử sự, sự phải thận trọng để tránh Nhìn mắc bẫy người khác. Nếu mộng thấy con khỉ đang nổi giận thì cần chú ý tới mối quan hệ với người hàng xóm. Nếu mộng thấy con khỉ đang vui mừng là chuyện tốt, ngụ ý rằng những tình cảm đã tan vỡ sẽ được khôi phục lại. Mộng thấy rắn, mộng thấy rắn là biểu hiện những ham muốn về mặt tình dục. ở phương đông rắn trong giấc mộng tượng trưng cho tiền bạc nhưng ở phương tây rắn tượng trưng cho rất nhiều sự khó khăn và sự phản bội. Nếu mộng thấy rắn thì phải cẩn thận sẽ có sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Nếu mộng thấy có rất nhiều rắn biểu thị hoàn cảnh xung quanh của bạn không tốt. Mộng thấy ốc sên, mộng thấy ốc sên đang bò biểu thị sự nghiệp của bạn đang chậm chân tại chỗ. Mộng thấy đạp phải ốc sên dự báo đang có một người giả dối ngầm hại bạn. Mộng thấy nhện nhện trong giấc mộng tượng trưng cho sự cố gắng và giàu có. Mộng thấy nhện ngụ ý trong lòng bạn đang có nhiều chuyện cần phải đắn đo suy nghĩ nhưng cuối cùng bạn sẽ đạt được thành công nhất định. Mộng thấy con nhện đang tăng tơ. Dự báo rằng qua nhiều khó khăn bạn sẽ được giàu có. Mộng thấy bươm bướm, con bươm bướm xinh đẹp tượng trưng cho địa vị và tình yêu. Mộng thấy bươm bướm bướp bay giữa rừng hoa. Dự báo bạn sẽ có một cuộc sống sung túc thoải mái. Mộng thấy bươm bướm đậu trên mình. Dự báo rằng địa vị của bạn sẽ được nâng cao. Chàng trai trẻ nếu thấy mộng. Thấy mình đang đuổi bắt bướm. Ngụ ý rằng anh ta sẽ kết đôi với một cô gái mà mình thầm yêu trộm nhớ nhưng nếu mộng thấy bướm bướm đã bắt được lại bay đi, báo hiệu rằng cô gái mà anh ta thích cuối cùng sẽ lấy người khác. Mộng thấy ngựa, ngựa trong giấc mộng tượng trưng cho sự thành công và giàu có. Mộng thấy đang cưỡi ngựa dự báo rằng không lâu sau bạn sẽ thành công danh toại. Mộng thấy ngựa con biểu thị bạn sắp có tin vui. Mộng thấy đàn ngựa đang chạy, biểu thị bạn sẽ đạt được thành công ngoài dự đoán. Mộng thấy con heo sạch sẽ dự báo bạn sẽ đạt được thành công phi thường mộng thấy heo rừng là lời nhắc nhở bạn phải đề phòng lời thị phi mộng thấy con heo to béo biểu thị sự nghiệp của bạn sẽ rất phát triển mộng thấy con heo gầy yếu dự báo trong nhà bạn sẽ có chút phiền phức nhỏ mộng thấy cho heo ăn biểu thị bạn đang cố gắng duy trì cuộc sống sung túc cho gia đình mộng thấy dê mộng thấy con dê hiền lành dự báo rằng bạn sẽ có một khoảng thời gian tốt đẹp mộng thấy một bầy dê biểu thị sự nghiệp của bạn đang ngày càng phát triển Mộng thấy trong bầy dê có vài con dê đen hoặc xám. Đây là lời nhắc nhở bạn làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Mộng thấy gà, mơ thấy gà là một điểm báo tốt. Tượng trưng cho vận may và tiền bạc. Mộng thấy gà mái. Dự báo rằng bạn sẽ thành công. Mộng thấy gà mái đang ấp trứng, ngụ ý. Con cái bạn sẽ khỏe mạnh. Mộng thấy gà trống gáy vào buổi sáng. Dự báo vận may sẽ đến. Mộng thấy đàn gà dự báo việc làm ăn thuận lợi, tiền bạc nhiều vô kể. Mộng thấy con vịt con vịt xuất hiện trong mộng biểu thị bạn sẽ gặp may ở phương diện tiền bạc hoặc tình cảm mộng thấy con vịt đang kiếm ăn dưới nước dự báo rằng bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền mộng thấy đôi vịt đang bơi trong nước dự báo bạn sẽ có một mối tình nên thơ mộng thấy một con vịt mẹ đang dắt đàn vịt con bơi qua bơi lại dự báo rằng tương lai của bạn sẽ sáng lạn mộng thấy con chó mộng thấy con chó hiền lành dự báo rằng bạn sẽ kết thân với một người chân tình mộng thấy con chó dữ nghĩa là bạn sẽ có bất hòa với bạn bè hoặc bạn bè không đáng để tin cậy mộng thấy bị chó cắn hãy thận trọng với những người thân tín họ có thể sẽ ngấm ngầm hại bạn mộng thấy con mèo mèo tượng trưng cho những niềm vui nho nhỏ cô gái trẻ mộng thấy đang chơi đùa với mèo dự báo những ngày tươi đẹp sắp đến chàng trai trẻ mơ thấy con mèo ngầm báo rằng anh ta sẽ bị thất tình nhưng một tình yêu mới vui vẻ hơn sẽ đến với anh các loài thủy sinh mộng thấy cá, cá trong giấc mộng tượng trưng cho tiền bạc và quyền lực. Mộng thấy cá đang bơi dưới lòng nước, trong dự báo rằng bạn sẽ có được tiền bạc và quyền lực. Mộng thấy cá đang nhảy trong nước, ngụ ý sự nghiệp của bạn sẽ rất thuận lợi. Mộng thấy đang cưỡi trên lưng cá và tự do bơi lặn trong nước, có nghĩa là sức khỏe của bạn rất tốt. Mộng thấy đang câu cá, việc câu cá trong giấc mộng tượng trưng cho sự thành công và tu hoạch Mộng thấy đang câu cá ở dòng nước trong vắt Ngụ ý bạn sẽ có rất nhiều tiền của, mộng thấy được câu cá Biểu thị bạn sẽ thành công, mộng thấy đang móc mồi câu và cần câu Dự báo rằng bạn sẽ có một mối tình đẹp Xấu, mộng thấy cá xấu hung dữ là không may mắn Nếu mộng thấy cá xấu cắn bạn, ngụ ý rằng xung quanh đang có kẻ tiểu nhân muốn làm hai bạn Nên cần phải luôn đề phòng Mộng thấy Hải Âu, Hải Âu trong giấc mộng tượng trưng cho sự thu hoạch và vui vẻ. Nếu mộng thấy Hải Âu đang kiếm ăn, ngụ ý rằng bạn sẽ đạt được thành công. Nếu thấy Hải Âu đang bay, ngụ ý rằng bạn sẽ có những tháng ngày vui vẻ. Mộng thấy rùa rùa trong giấc mộng tượng trưng cho sự may mắn. Mộng thấy rùa đang bò vào nhà bạn dự báo rằng bạn sẽ được thừa kế một tài sản lớn. Nếu như đàn ông mộng thấy rùa cho thấy sự nghiệp của anh ta đang từng bước phát triển và mọi việc đều như ý, nếu phụ nữ mộng thấy rùa dự báo sau này cô ấy có được địa vị cao quý mộng thấy cua mộng thấy cua dự báo rằng bạn gặp phải đối thủ cạnh tranh trên tình trường hoặc thương trường cho nên bạn cần phải cẩn thận mộng thấy cua đang bò ngang ngụ ý vận khí đang dần dần chuyển từ xấu sang tốt khó khăn đang từ từ biến mất mộng thấy tôm cá tôm cá trong giấc mộng tượng trưng cho tiền bạc mộng thấy cá bạn sẽ có nhiều tiền mộng thấy tôm bạn sẽ có ít tiền mộng thấy con tôm đang bơi qua bơi lại trong nước ngụ ý sự nghiệp của bạn đang tiến triển thuận lợi mộng thấy rồng mộng thấy rồng có nghĩa là may mắn và thuận lợi vì rồng tượng trưng cho sự bay cao trong sự nghiệp mộng thấy rồng đang múa dự báo rằng sự nghiệp của bạn sẽ rất phát triển không lâu sau bạn sẽ đạt được thành công to lớn mộng thấy rồng bay vào nhà bạn nghĩa là vận may của bạn sắp đến Mộng thấy chim hải yến, thấy hải yến đang bay trong mơ, tượng trưng cho sự vui vẻ và hạnh phúc. Mộng thấy hải yến đang kiếm ăn, cho thấy bạn là một người chăm chỉ làm việc. Giấc mộng này dự báo rằng sự cố gắng của bạn sẽ được mọi người tán thưởng. Cảnh quan ruộng vườn Mộng thấy cánh đồng, cánh đồng trong giấc mộng tượng trưng cho sự hy vọng và thu hoạch. Nếu mộng thấy đang làm ruộng, ngụ ý sau khi cố gắng mục tiêu của bạn sẽ được thực hiện một cách thuận lợi. Nếu mộng thấy một cánh đồng xanh bao la dự báo rằng sự nghiệp của bạn sẽ hưng vượng, cuộc sống sẽ hạnh phúc, mộng thấy cánh đồng màu vàng. Dự báo sự nghiệp của bạn sẽ thành công và cuộc sống cũng sẽ phong phú sung túc. Mộng thấy thôn làng. Thôn làng trong giấc mộng tượng trưng cho sự thu hoạch và thành công. Mộng thấy thôn làng ở giữa núi. Dự báo rằng bạn sẽ có một tài sản bất ngờ. Mộng thấy thôn làng ở gần biển. Dự báo sau khi trải qua khó khăn bạn sẽ đạt được thành công mộng thấy thôn làng ở ngoại ô nghĩa là sẽ đạt được thành công bền vững mộng thấy khói bếp nếu mộng thấy màng xương mỏng của buổi sáng và khói bếp quấn lấy nhau rồi từ từ bay lên cao cho thấy trong lòng bạn đang khát khao một cuộc sống yên tĩnh đạm bạc nếu mộng thấy ánh nắng hoàng hôn rọi xuống mặt đất làm khói bếp mỏng dần dần bay cao lên cụ ý bạn đang muốn thoát khỏi cuộc sống thường ngày để tìm đến một nơi thật bình an và yên tĩnh mộng thấy đồng cỏ đồng cỏ trong giấc mộng tượng trưng cho sức sống và niềm hạnh phúc mộng thấy một đồng cỏ bắt ngát dự báo rằng sự nghiệp của bạn sẽ thành công mộng thấy đàn bò đi trên đồng cỏ ngụ ý bạn sẽ có được sự thành công sau những thời khắc khó khăn mộng thấy chợ chợ trong giấc mộng tượng trưng cho sự may mắn về mặt tiền bạc mộng thấy chợ có đầy đủ hàng hóa đông người qua lại ngụ ý một cuộc sống thoải mái sung túc chàng trai mộng thấy chợ đây là một giấc mộng đẹp dự báo rằng vận may của anh ta đang đến nếu phụ nữ mộng thấy chợ đây là nhắc nhở cô ta nên hạn chế việc tiêu xài hoang phí của mình mộng thấy kho lương thực kho lương thực trong giấc mộng tượng trưng cho sự thu hoạch và hạnh phúc mộng thấy kho lương thực ngụ ý tương lai của bạn sẽ sáng hạn người đàn ông mộng thấy kho lương thực dự báo anh ta sẽ có được thành công trong sự nghiệp Phụ nữ mộng thấy kho lương thực cho thấy cuộc sống sung túc hạnh phúc sẽ đến với cô. Mộng thấy đang gieo hạt, việc gieo hạt trong giấc mộng tượng trưng cho hy vọng và niềm vui. Mộng thấy đang tưới tiêu, mộng thấy đang tưới tiêu ngụ ý rằng bạn đang tích cực thúc đẩy kế hoạch của mình cho đến thành công. Chàng trai mộng thấy đang tưới tiêu cho thấy anh ta là một người chủ khó. Giấc mộng này dự báo rằng anh ta sẽ có sự thu hoạch về kinh tế nếu cô gái mộng thấy đang tưới tiêu cho thấy cô ta đang lựa chọn người yêu trong số những người theo đuổi mình. Mộng thấy đang bón phân, việc bón phân trong giấc mộng tượng trưng cho sự thuận lợi trong sự nghiệp và hạnh phúc trong tình cảm. Chàng trai mộng thấy mình đang bón phân. Ngoài việc dự báo sự nghiệp sẽ thuận lợi ra, còn ngụ ý anh ta sẽ cưới được một cô vợ hiền thục. Cô gái mộng thấy đang bón phân cho thấy cô sẽ cưới một người chồng có điều kiện kinh tế khá tốt. Mộng thấy đồng ruộng, đồng ruộng trong giấc mộng tượng trưng cho sự thu hoạch và niềm hy vọng. Nếu mộng thấy đồng ruộng xanh biếc dự báo rằng sự nghiệp của bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công. Nếu mộng thấy một đồng ruộng vàng núc úa, nghĩa là bạn sẽ có được một số tiền lớn. Mộng thấy mạ non, mạ non trong giấc mộng tượng trưng cho sự thành công và hạnh phúc. Chàng trai mộng thấy mạ non dự báo rằng sự nghiệp của anh ta sẽ rất phát triển. Cô gái mộng thấy mạ non dự báo rằng cuộc sống của cô sẽ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc mộng thấy lúa mạch. Lúa mạch trong giấc mộng tượng trưng cho sức khỏe, vận may và sự bội thu. Nếu mộng thấy đồng lúa mạch phát triển tốt, ngụ ý cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy sức lực. Nếu mộng thấy đang cắt lúa, dự báo rằng bạn sẽ phát tài. Nếu nông dân mộng thấy đồng lúa phát triển tốt tươi, ngụ ý rằng họ sẽ có một vụ bội thu. Thương nhân mộng thấy đồng lúa chín vàng, biểu hiện tài vận hưng vợ. Mộng thấy cây ngô. Nếu mộng thấy một ruộng ngô xanh biếc ngầm báo rằng mơ trong lòng bạn sẽ được thực hiện. Mộng thấy ruộng ngô màu vàng dự báo rằng bạn sẽ đạt được thành công. Mộng thấy đậu nành, đậu nành trong giấc mộng tự trưng cho sức khỏe và hạnh phúc. Nếu mộng thấy hạt đậu có màu xanh, khi chưa chín ngủ ý cơ thể khỏe mạnh, mọi việc đều như ý. Nếu mộng thấy những hạt đậu no tròn dự báo sự nghiệp thành công, cuộc sống hạnh phúc. Mơ thấy những hạt đậu nhăn nheo ngụ ý rằng chuyện tình cảm không được tốt đẹp cho lắm. Mộng thấy hạt mè, hạt mè trong giấc mộng tượng trưng cho tình yêu và hôn nhân. Người độc thân mộng thấy hạt mè dự báo rằng họ sẽ có được mối tình hạnh phúc ngọt ngào. Người đã kết hôn mộng thấy hạt mè ngụ ý họ sẽ có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc tốt đẹp. Nếu mộng thấy đang thu hoạch mè dự báo rằng sự thành công sẽ đến với bạn trong tương lai gần. Mộng thấy cái cày. Cái cày trong giấc mộng tượng trưng cho sự thu hoạch và thành công. Đông dân mộng thấy cái cày dự báo rằng họ sẽ có một vụ mùa bội thu, người độc thân mộng thấy cày dự báo rằng chuyện tình yêu của họ sẽ kết thúc có hậu, người đã kết hôn mộng thấy cái cày dự báo rằng nhà bạn sắp đón thiên thành viên mới. Mộng thấy được mùa giấc mộng này ngụ ý rằng mọi mong ước của bạn sẽ trở thành hiện thực. Mộng thấy bông gòn bông gòn trong giấc mộng tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc. Mộng thấy cả mặt đất đầy bông gòn ngụ ý bạn sẽ trở thành người giàu có, nếu mộng thấy đang hái bông gòn dự báo rằng việc làm ăn sẽ có chuyển biến tốt, mộng thấy bông gòn đầy màu sắc dự báo rằng cuộc sống trong tương lai của bạn sẽ tràn đầy hạnh phúc. Mộng thấy đang dệt vải giấc mộng dệt vải tượng trưng cho sự vui vẻ và hạnh phúc nếu cô gái mộng thấy mình đang dệt vải biểu thị cô là người thông minh, khéo léo nên được người khác yêu thích. Nếu phụ nữ mộng thấy mình đang dệt vải giấc mơ này dự báo gia đình cô sẽ được hạnh phúc mỹ mãn. Mộng thấy lũ lụt mộng thấy lũ lụt ám chỉ những khó khăn và trắc trở nếu mộng thấy hoa màu bị ngập nước cuốn trôi ngụ ý rằng nguyện vọng của bạn rất khó thành thực hiện nếu mộng thấy ngôi làng bị ngập nước dự báo rằng bạn sẽ gặp rất khó khăn trên con đường đi đến thành công nếu mộng thấy nước lũ đi dự báo tất cả các khó khăn của bạn đã biến mất mộng thấy hạn hán mộng thấy hạn hán tượng trưng cho những khó khăn và phiền phức mộng thấy đất đai bị hạn hán dự báo rằng bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên con đường thăng tiến Mộng thấy đồng lúa chết khô, dự báo rằng cuộc sống của bạn sẽ gặp nhiều phiền phức. Mộng thấy mưa rơi trên mảnh đất đã bị hạn hán là một điểm tốt. Dự báo cuộc sống của bạn sẽ có những chuyển biến tích cực mới. Mộng thấy đang chăn gia súc, giấc mộng này ngụ ý sự cắt đường và sung túc. Nếu mộng thấy đang chăn bò trên núi, dự báo rằng sự nghiệp của bạn sẽ hưng vượng. Nếu mộng thấy đang chăn bò trên đồng cỏ, dự báo rằng cuộc sống của bạn sẽ sung túc thoải mái. Nếu mộng thấy được đang chăn bò trên bờ hồ dự báo rằng bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Mộng thấy gà gáy. Tiếng gái ngụ ý sự cố gắng và vươn lên những hy vọng và lý tưởng của bạn có thể trở thành hiện thực. Mộng thấy tiếng ếch kêu. Mộng thấy tiếng ếch kêu du dương dự báo bạn sắp có chuyện vui. Mộng thấy tiếng ếch kêu não nề ngụ ý có vẻ kẻ tiểu nhân đang nói xấu bạn nhưng đừng lo no lắng. Bởi cây ngay không sợ chết đứng. Mộng thấy nước chảy dưới chân cầu, cảnh nước chảy dưới chân cầu tượng trưng cho cuộc sống tốt đẹp, dự báo tương lai của bạn sẽ thuận buồm xuôi gió. Chàng trai mộng thấy cảnh này dự báo anh ta sẽ có được địa vị và danh dự xã hội tốt đẹp. Cô gái mộng thấy cảnh này ngụ ý cô sẽ được quý nhân tương trợ. Cảnh quan đô thị Mộng thấy cầu vượt, cầu vượt trong giấc mộng tượng trưng cho thành tựu và tình bạn. Chàng trai mộng thấy cầu vượt ngụ ý anh ta là một người có trí lớn. Giấc mộng này dự báo rằng sự nghiệp của anh ta sẽ là ngày càng thăng tiến. Phụ nữ mộng thấy cầu vượt ngụ ý cô ta là một người có khả năng giao tiếp tốt. Giấc mộng này dự báo rằng cô sẽ có nhiều bạn bè và được họ giúp đỡ một cách tận tình. Mộng thấy đèn đỏ, đèn đỏ trong mộng tượng trưng cho những chướng ngại nhỏ trên con đường thăng tiến, mơ thấy đèn đỏ. Dự báo rằng khi bạn thực hiện kế hoạch sẽ không thuận lợi lắm. Mộng thấy vượt đèn đỏ, đây là lời nhắc nhở bạn khi làm việc không được quá nôn nóng mộng thấy đèn xanh đèn xanh trong giấc mộng tượng trưng cho sự như ý chàng trai mộng thấy đèn xanh ngụ ý rằng sự nghiệp của anh ta sẽ phát triển thuận lợi vạn sự như ý cô gái mộng thấy đèn xanh dự báo rằng cuộc sống tương lai của cô sẽ êm ấm hạnh phúc mộng thấy sở thú sở thú trong giấc mộng tượng trưng cho cơ hội và tình yêu thương chàng trai mộng thấy sở thú ngầm báo rằng sự nghiệp của anh ta sẽ ngày càng phát triển cô gái mộng thấy sở thú ngụ ý cô là người tràn đầy lòng yêu thương mộng thấy khu vui chơi khu vui chơi trong giấc mộng tượng trưng cho sự mạo hiểm và lãng mạn chàng trai mộng thấy khu vui chơi cho thấy anh ta khá yêu thích những hoạt động mang tính mạo hiểm cô gái mộng thấy khu vui chơi biểu thị ngụ ý cô là người lãng mạn và đam mê du lịch mộng thấy tiệm cà phê quán trà quán rượu tiệm cà phê trong giấc mộng tượng trưng cho tình bạn và tình yêu tiệm cà phê quán trà quán rượu xuất hiện trong giấc mộng biểu thị những tình cảm lãng mạn trong nội tâm của bạn nếu là người độc thân, giấc mộng này tượng trưng cho tình yêu lãng mạn và hạnh phúc. Nếu đã kết hôn, giấc mộng này ám chỉ những cuộc tình ngoài hôn thú. Kiến trúc trang trí, mộng thấy những tòa cao ốc, những tòa cao ốc trong giấc mộng tượng trưng cho năng lực và sự tài trí. Chàng trai mộng thấy những tòa cao ốc, giấc mơ này dự báo rằng anh ta đang lập một kế hoạch lớn cho cuộc đời. Và với sự cố gắng nỗ lực, anh ta sẽ thành công. Cô gái mộng thấy tòa cao ốc giấc mơ này ngụ ý rằng cô ta sẽ có thể thành công trên con đường sự nghiệp. Mộng thấy xe cổ đông đúc, xe cổ đông đúc trong giấc mộng tượng trưng cho vận may và sự sung túc. Chàng trai mơ thấy xe cổ đông đúc là một điểm tốt, giấc mộng này dự báo rằng việc làm ăn của anh ta sẽ phát đạt tiền vô như nước. Cô gái nếu mộng thấy cảnh xe cổ đông đúc, ngụ ý rằng cuộc sống sau này của cô sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Mộng thấy ánh đèn nhấp nháy, ánh đèn nhấp nháy tượng trưng cho tình yêu, người chưa kết hôn mơ thấy mộng này. Ngụ ý rằng họ sẽ gặp được nhân duyên trong tương lai nhưng cuộc tình này sẽ chỉ thoáng qua như giấc mộng mộng thấy tòa lâu đài lâu đài trong giấc mộng tượng trưng trên niềm vui và nỗi nhớ nhung mộng thấy một tòa lâu đài bí thần bí dự báo bạn sẽ có một chuyến du lịch vui vẻ mộng thấy một tòa lâu đài xinh đẹp dự báo rằng cuộc sống của bạn sẽ vui vẻ hạnh phúc mộng thấy cung điện giấc mộng này tượng trưng cho cuộc sống sung túc nếu mộng thấy một cung điện cổ kính nghiêm trang tượng trưng như cuộc sống yên tĩnh nếu mộng thấy đang ở trong cung điện. Đây là nhắc nhở bạn không nên xử sự quá lộ liễu. Mộng thấy tòa bảo tháp, bảo tháp trong giấc mộng tượng trưng cho vận may hoặc một chuyến du lịch bất ngờ. Mộng thấy tòa bảo tháp lộng lẫy huy hoàng dự báo rằng bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong một chuyến du lịch xa. Mộng thấy một tòa bảo tháp trang nghiêm ngụ ý rằng bạn sẽ quen được một người trung thành khi đi du lịch. Mộng thấy mê cung, mê cung trong giấc mộng tượng trưng cho những mâu thuẫn và khó khăn. Mộng thấy đang ở trong mê cung cho thấy bạn đang mất phương hướng, không biết nên đi về đâu. Mộng thấy đang đi qua đi lại trong mê cung giấc mơ này ngầm báo bạn sẽ bị mắc kẹt giữa những mâu thuẫn và khó khăn. Mộng thấy mình thoát khỏi mê cung ngụ ý rằng cuối cùng bạn đã có thể khắc phục được khó khăn. Trai mộng thấy ngôi đình ngụ ý anh ta rất hy vọng có cơ hội nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian tận lực làm việc phụ nữ mộng thấy ngôi đình biểu thị cô ta đang muốn tìm ý chung nhân. Mộng thấy tường rào, tường rào trong giấc mộng tượng trưng như những khó khăn tạm thời. Mộng thấy tường rào cản trở lối đi, ngụ ý bạn đang gặp phải khó khăn. Mộng thấy trèo qua hoặc phá vỡ một đoạn tường rào ám chỉ cuối cùng bạn có thể chiến thắng khó khăn. Mộng thấy lan can, lan can trong giấc mộng tượng trưng như những trở ngại to lớn trong cuộc sống. Mộng thấy ngôi nhà mới, ngôi nhà mới trong giấc mộng tượng trưng cho tình bạn và sự lạc quan. Mộng thấy đang chuyển đến nhà mới dự báo rằng bạn sẽ quen được người bạn rất nhiều bạn tốt. Mộng thấy ngôi nhà được tu sửa như mới, ngụ ý bạn sẽ được quý nhân phù trợ, mộng thấy sân thượng. Sân thượng trong giấc mộng tượng trưng cho sự nghiệp phát triển không ngừng. Nếu mộng thấy mình đứng trên sân thượng và đưa mắt nhìn khắp nơi, dự báo rằng sự nghiệp của bạn sẽ ngày càng phát triển. Nếu mộng thấy sân thượng không vững chắc, dự báo rằng con đường thăng tiến của bạn sẽ xuất hiện những trở ngại nhỏ. Mộng thấy ngôi nhà hoang, ngôi nhà hoang trong giấc mộng tượng trưng cho sự thiếu hụt tình cảm. Thông thường ngôi nhà trống không biểu thị những khát vọng tình yêu. Mộng thấy phòng ngủ, phòng ngủ trong giấc mộng tượng trưng cho niềm hạnh phúc của gia đình. Và sự mỹ mãn trong tình cảm, người chưa kết hôn mơ thấy phòng ngủ sạch sẽ ngăn nắp. Dự báo rằng họ sẽ có một tình yêu hạnh phúc người đã kết hôn nếu mơ thấy căn phòng ngủ êm ấm. Ngụ ý rằng họ sẽ có được một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Mộng thấy phòng đọc sách, phòng đọc sách tượng trưng cho tri thức và học vấn. Những người có học thức mộng thấy phòng đọc sách, ngụ ý rằng sự nghiệp của họ sẽ đạt được những thành tựu ưu việt. Học sinh mộng thấy phòng sách, dự báo rằng họ sẽ có được thành tích xuất sắc. Mộng thấy nhà bếp. Nếu mộng thấy nhà bếp sạch sẽ và ngăn nắp, dự báo rằng bạn sẽ có được hạnh phúc và sức khỏe. Nếu mộng thấy một nhà bếp bề bộn, đây là lời cảnh báo, bạn phải chú ý đến sức khỏe, chàng trai mộng thấy nhà bếp Ngụ ý anh sẽ cưới được một cô vợ hiền lành, cô gái. Ở nhà bếp ngụ ý cô sẽ lấy được một người chồng chu đáo, mộng thấy bồn tắm, bồn tắm tượng trưng cho tình yêu như ý, nếu chàng trai mộng thấy mình đang tắm, biểu thị dục vọng trong lòng. Nếu cô gái trẻ mơ thấy giấc mộng này ngụ ý trong lòng cô mong muốn có một gia đình hạnh phúc êm ấm. Người đã kết hôn mơ thấy vợ chồng tắm chung dự báo rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi ngọt ngào tươi đẹp mộng thấy cầu thang cầu thang tượng trưng cho sự phát triển về sự nghiệp chàng trai mộng thấy cầu thang dự báo rằng sự phát nghiệp của anh sẽ vững bước lên cao phụ nữ mộng thấy cầu thang ngụ ý rằng cô ấy sẽ nhận được sự giúp đỡ chân thành từ bạn bè mộng thấy ống khói mộng thấy ống khói rất cao dự báo rằng cuộc sống sau này của bạn sẽ có được những thành tiệu phi thường mộng thấy ống khói có khói nhẹ bốc lên dự báo bạn sẽ sắp có tin vui Mộng thấy cánh cửa, cánh cửa trong giấc mộng đang ngụ ý tài vận và tình cảm. Nếu mộng thấy cánh cửa mở rộng, dự báo rằng sự nghiệp của bạn sẽ phát triển tiền vô như nước. Nếu mộng thấy cánh cửa bằng gỗ, dự báo tình cảm của bạn sẽ phát triển rất thuận lợi. Mộng thấy chìa khóa, nếu mộng thấy tìm được chìa khóa, ngụ ý của bạn có thể giải quyết được vấn đề xảy ra trước mắt một cách trọn vẹn. Nếu mộng thấy được chìa khóa dự báo rằng bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ chân thành từ bạn bè mộng thấy chìa khóa khớp với cửa ổ cửa biểu thị bạn đang rất hài lòng với những mối quan hệ tình cảm của mình mộng thấy đồ gốm xứ đồ gốm xứ tượng trưng cho hạnh phúc và tình yêu mỹ mãn ngọt ngào mộng thấy những bình gốm màu trắng dự báo bạn sẽ có được một tình yêu trong trắng nếu mộng thấy những bình gốm xứ bị nứt hoặc vỡ dự báo sẽ có khó khăn trong cuộc sống của bạn Mộng thấy tấm kính, kính trong giấc mộng tượng trưng cho vận may và thu nhập. Nếu kính trong mộng sạch sẽ, ngụ ý vận may, nếu kính mờ là ám chỉ những phiền phức nhỏ. Mộng thấy rèm cửa sổ, rèm cửa sổ trong giấc mộng tượng trưng cho tình cảm nam nữ. Chàng trai mộng thấy rèm cửa sổ ngụ ý anh ta đang yêu say đắm một người. Phụ nữ mộng thấy rèm cửa sổ biểu thị cô ta đang thầm yêu, nhưng lại chôn giấu mối tình đơn phương trong lòng. Mộng thấy chuông gió, tiếng chuông gió lanh nảnh tượng trưng cho niềm vui. Thấy chuông gió trong giấc mộng dự báo rằng bạn sẽ có tin tức từ phương xa đến. Tiếng chuông gió còn dự báo những thành tựu của sự nghiệp và một cuộc sống vui vẻ. Hạnh phúc. Mộng thấy tấm thảm, tấm thảm tượng trưng cho tình cảm giữa nam và nữ, tấm thảm màu đỏ biểu thị, thái độ nhiệt tình với người khác giới, tấm thảm màu trắng hoặc màu xanh da trời biểu thị niềm hy vọng và có được tình yêu trong sáng của đối phương. Tấm thảm có màu sắc sạc sỡ biểu thị niềm vui, hy vọng và có được một tình yêu sâu đậm. Mộng thấy giàn giáo, giấc mộng về giàn giáo tượng trưng như địa vị xã hội và tình bạn chân thành. Giàn giáo xuất hiện trong mơ là đêm tốt, ám chỉ cơ hội mới sắp đến, chàng trai mộng thấy giàn giáo. Dự báo rằng địa vị xã hội của anh sẽ được nâng cao, phụ nữ mộng thấy giàn giáo dự báo rằng cô sắp được quý nhân giúp đỡ. Đèn, nến và lửa. Mộng thấy hòa hoạn, hòa hoạn tượng trưng cho những khó khăn tổn thất. Giấc mơ này nhắc nhở bạn nên xử sự, sự thận trọng và cẩn thận mộng thấy bị cháy. Nếu mộng thấy nhà bị cháy, dự báo bạn có thể bị tổn thất tiền bạc. Nếu mộng thấy tòa nhà bị cháy, ngầm báo rằng sự nghiệp của bạn sẽ gặp trở ngại. Nếu mộng thấy đám cháy được dập tắt dự báo những khó khăn, trước mắt chỉ là tạm thời tất cả đều sẽ đi qua. Mộng thấy đèn pin. Giấc mộng này tượng trưng cho tình bạn. Chàng trai mộng thấy đèn pin dự báo rằng trong sự nghiệp anh ta sẽ có được sự giúp đỡ của bạn bè cô gái mộng thấy đèn pin ngụ ý rằng cô ấy sẽ được người khác giúp đỡ hết lòng. mộng thấy đèn lồng, đèn lồng màu đỏ tượng trưng cho tình yêu. chàng trai mơ thấy đèn lồng treo ở trên cây. đây là lời nhắc nhở anh ta không nên có những mối quan hệ bất chính. cô gái mộng thấy đèn lồng treo ở trên cây. đây là lời nhắc nhở cô không được ngoại tình. mộng thấy nến. Mộng thấy nến đang cháy ngủ ý cuộc sống của bạn bè được cải thiện. Mộng thấy nến không cháy dự báo rằng bạn sẽ thất bại trong các mối quan hệ tình cảm. Mộng thấy cây nến khá ngắn. Đây là lời nhắc nhở bạn đừng bỏ lỡ cơ hội. Mộng thấy lửa, lửa trong giấc mộng tượng trưng cho sự nhiệt tình, sức sống và thành công sắp đến. Mộng thấy đèn tín hiệu, đèn tín hiệu trong giấc mộng tượng trưng cho sự thuận lợi và nhân duyên. Chàng trai mộng thấy đèn tín hiệu dự báo anh ta sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp phụ nữ mộng thấy đèn tín hiệu dự báo sẽ có người gắn bó với cô suốt đời để cùng tiến bước trên đường đời. Mộng thấy đèn điện, đèn điện trong giấc mộng tượng trưng cho sự nghiệp và tình cảm. Nếu mộng thấy đèn điện chú sáng dự báo sự nghiệp của bạn sẽ thuận lợi và thành công. Nếu mộng thấy đèn điện tối đen ngụ ý cuộc sống hiện tại không làm bạn hài lòng, khoáng sản. Mộng thấy kim loại, kim loại trong giấc mộng tượng trưng cho vận may và thành tựu. Nếu mộng thấy đang mua kim loại dự báo rằng vận may của bạn đang đến. Nếu mộng thấy đang bán kim loại ngụ ý rằng bạn đang phải khắc phục khó khăn rồi mới đạt được thành tựu. Nếu mộng thấy đang dùng đồ kim loại dự báo rằng những cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, mộng thấy gang thép. Gang thép trong giấc mộng tượng trưng cho tình bạn, tình yêu vĩnh hằng và niềm tin kiên định trong lòng bạn. Chàng trai mộng thấy gang thép biểu thị anh ta là một người cương trực và có được tình bạn chân thành phụ nữ mộng thấy gang thép, ngụ ý cô là một người tự cường sẽ có được hạnh phúc và tình yêu. Mộng thấy đồng, mộng thấy đồng màu vàng ngụ ý rằng khi làm quen với người lạ bạn phải thận trọng, biết phân biệt đúng sai. Mộng thấy đồng xanh dự báo rằng bạn sẽ có một món tiền bất ngờ. Mộng thấy đồng tím ngụ ý rằng bạn sẽ gặp được một người tốt thật lòng muốn giúp đỡ bạn. Mộng thấy màu dầu, màu dầu trong giấc mộng tượng trưng cho sự may mắn và thành công. Nếu mộng thấy công trường khai thác giàu. Biểu thị sau những cố gắng lỗ lực sự nghiệp của bạn sẽ thành công nếu mộng thấy ống dẫn dầu ngụ ý mọi việc làm của bạn đều thuận lợi. Mộng thấy than, than trong giấc mộng tượng trưng cho sự cố gắng và thành công, nếu mộng thấy than đang cháy dự báo rằng những cố gắng của bạn sẽ được thừa nhận và khen thưởng. Nếu mộng thấy đang kéo xe than ngụ ý bạn sẽ thành công một cách bất ngờ. Nếu mộng thấy đang xúc than một cách cực khổ biểu thị bạn đang cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể thành công. Mộng thấy xi măng, xi măng trong giấc mộng tượng trưng cho sự nâng cao địa vị và tăng thêm thu nhập. Mộng thấy cát, cát trong giấc mộng tượng trưng cho sự nâng cao địa vị xã hội, tăng thêm thu nhập và hạnh phúc trong tình cảm. Nếu chàng trai mộng thấy cát, dự báo rằng địa vị và thu nhập của bạn sẽ tăng cao. Nếu cô gái mộng thấy cát ngủ ý, cô sẽ có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc.